Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 701, nhân loại, sao ngươi nhát gan thế? Nhìn thấy ba con yêu thú này xông tới, Diệp Huyên biết mình bị nhầm vào rồi. Mà hắn lập tức nghĩ đến Mục Xương trước đó. Ở nơi này, hắn không có kẻ thù nào khác cả. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, vì ba con yêu thú phá không cảnh kia đã chạy tới trước mặt hắn. Diệp Huyên dậm chân xuống đất, một thanh đại địa chi kiếm lập tức ngưng tụ, một giây sau, hắn xông về phía trước, hai tay cầm kiếm chém một nhát. Một tia kiếm khí màu vàng lóe lên giữa bầu trời đêm. Ầm ầm. Con yêu thú dẫn đầu bị chiêu kiếm này chém bay ra ngoài, nhưng một giây sau, Diệp Huyên cũng bay ra ngoài, bay thẳng ra khỏi tường thành. Diệp Huyên đứng trên không trung, tay phải nhẹ nhàng đè xuống dưới, lập tức dừng lại. Ba con yêu thú trên tường thành nhìn chằm chằm hắn. Ba con yêu thú có hình thể khổng lồ, hình dạng như sói, có hai chân và có cánh. Diệp Huyên nhìn về phía con yêu thú chúng một chiêu kiếm của mình ở giữa, không ngờ trên người đối phương lại không có vết thương. Lực phòng ngự mạnh thật. Diệp Huyên sa sầm mặt, đánh nhau với yêu thú cấp bậc này thật sự rất phiền phức, vì thân thể của đối phương rất mạnh. Đúng lúc này, ba con yêu thú kia lại muốn lao ra một lần nữa, nhưng Diệp Huyên lại xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy Diệp Huyên chạy, ba yêu thú kia lập tức ngây người, không chỉ có ba yêu thú ngây người, ngay cả Hách Liên Tiên chuẩn bị xem kịch vui trên tường thành cũng ngây người. Chạy! Cứ thế chạy rồi sao? Diệp Huyên cũng không chạy ra ngoài, mà là chạy vào thành, hắn chạy rất nhanh, chớp mắt một cái đã biến mất ở trong thành. Ba yêu thú kia ngây người một lúc, sau đó vội vã đuổi theo, nhưng chúng nó hoàn toàn không đuổi kịp Diệp Huyên. Dù Diệp Huyên chỉ là ngự pháp cảnh chân chính, nhưng thực lực cũng không yếu hơn chúng nó, hơn nữa hắn còn có đạo tắc không gian, cộng thêm ngự kiếm, tốc độ có thể nói là nhanh hơn đám yêu thú nhiều. Vì thế, ba con yêu thú kia hoàn toàn không đuổi kịp Diệp Huyên. Diệp Huyên chỉ vòng vòng trong thành, hắn cũng không hiếu chiến, vì thế ba yêu thú kia thật sự hết cách. Cứ thế, trời dần sáng lên. Mà đám yêu thú trong thành cũng dần rút lui. Diệp Huyên lẳng lặng đứng trên tường thành, ba con yêu thú đứng cách hắn không xa đang nhìn chằm chằm hắn, một con yêu thú trong đó gần giọng nói, nhân loại, sao ngươi nhát gan thế? Nhát gan. Diệp Huyên cười nói, các ngươi ba đánh một lại nói ta nhát gan. Có bản lĩnh thì so tay đôi đi, các ngươi dám không? So tay đôi. Ba yêu thú kia sa sầm mặt, vì từ đầu đến giờ, bọn chúng phát hiện sức chiến đấu của nhân loại trước mặt có hơi mạnh mẽ. Rất mạnh. Nếu đấu tay đôi, chúng nó đều không tự tin rằng mình có thể giết chết Diệp Huyên. Nhưng nếu không đấu một mình, Diệp Huyên lại không đánh với chúng nó. Trời càng lúc càng sáng, lúc này, con yêu thú dẫn đầu đột nhiên nói, ngươi muốn đấu tay đôi thì được thôi, tối nay chúng ta đấu tay đôi với ngươi. Nói xong, ba con yêu thú xoay người biến mất ở ngoài thành. Trên tường thành, vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Hách Liên Tiên đi tới bên cạnh hắn, ngươi đắc tội ai rồi? Diệp Huyên gật đầu, có lẽ tên là Mục Xương. Mục Xương. Trong mắt Hách Liên Tiên lộ vẻ ngạc nhiên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, sao ngươi lại đắc tội với ông ta? Diệp Huyên cười đáp, ta giết cháu trai của ông ta. Hách Liên Tiên chớp mắt, vậy thì ngươi gặp phiền phức lớn rồi. Mục Xương này là đạo sư chính của ngoại viện học viện đạo nhất, có quyền lực rất lớn ở ngoại viện này. Diệp Huyên cười nói, ta cũng hết cách. Dù hắn muốn khiêm tốn, nhưng nếu ai muốn vô cớ ức hiếp hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Người sống trên đời, tại sao phải nuốt giận vào bụng chứ? Hơn nữa thói đời chính là như thế, rất nhiều lúc nói đạo lý cũng vô dụng, nắm đấm mới là đạo lý. Hách Liên Tiên nhìn Diệp Huyên, hy vọng mấy ngày sau ngươi vẫn còn sống. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Sau khi Hách Liên Tiên rời đi, Diệp Huyên nhìn xung quanh, trên mặt đất xung quanh có hai ba cái xác. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết có lẽ học viện đạo nhất đang kiểm tra sức chiến đấu của những người này, rất nhiều lúc, cảnh giới không có nghĩa là sức chiến đấu. Vì cảnh giới có thể tác động bằng ngoại vật, còn sức chiến đấu thì là thật.
Có thể sống sót trong lâu đài này mới có nghĩa là thực lực của bản thân là thật. Vì vậy có thể thấy những người gia nhập học viện đạo nhất kia yêu nghiệt đến mức nào. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, ngồi xếp bằng dưới đất, hắn vào tháp giới ngục, muốn tiếp xúc với đạo tắc thứ hai, nhưng mà vẫn như thường ngày, đạo tắc thứ hai hoàn toàn không để ý đến hắn. Tiểu Linh Nhi lại muốn ngủ tiếp, Diệp Huyên vội nói, Tiểu Linh Nhi, ngươi giúp ta một việc, ta sẽ cho ngươi rất nhiều linh quả. Nghe vậy, mắt Tiểu Linh Nhi lập tức sáng lên, cô bé nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật. Chương 702, mộng cảnh. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, con nhóc này trông thì ngơ ngơ, nhưng cũng có lúc rất gian xảo. Diệp Huyên không xoắn suýt vấn đề này này, hắn lấy một ít linh quả ra đưa cho Tiểu Linh Nhi, nhìn thấy linh quả, cô bé lập tức mặt mày hớn hở. Diệp Huyên cười nói, còn nhớ báu vật mang vào lần trước không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì, cô bé hơi đề phòng nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên cười nói, không có gì, ta chỉ hy vọng nó có thể phối hợp với ta, ta muốn làm ra một thanh kiếm rất lợi hại. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi lập tức thấy hứng thú, cô bé hơi hưng phấn nói, làm kiếm à, còn là một thanh kiếm rất lợi hại hả? Diệp Huyên gật đầu, phải. Tiểu Linh Nhi xoay người bay đi, tầng 2 nhanh chóng vang lên tiếng leng keng, mười mấy giây sau, Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cô bé còn nâng một chữ mộng nho nhỏ ở trong lòng. Chữ mộng này có màu xám trắng, lúc này còn đang rung động. Đạo tắc mộng. Diệp Huyên khá kiêng dè đạo tắc mộng này, vì năng lực của nó thật sự quá kỳ lạ. Tiểu Linh Nhi đưa đạo tắc tới trước mặt Diệp Huyên, ngươi làm đi. Diệp Huyên đặt tay lên đạo tắc kia, vừa mới chạm vào, hắn đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nhưng vẫn nhanh chóng trở lại bình thường. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, trên mặt vẫn là nụ cười sán lạn. Diệp Huyên nhận lấy đạo tắc, lúc này, đạo tắc không phản kháng, hắn hơi chần chừ, sau đó nói, ta muốn mượn ngươi làm môi giới, ngưng tụ ra một thanh kiếm đặc biệt, ngươi. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Đạo tắc mộng chỉ rung nhẹ một cái như đang đáp lại. Diệp Huyên lấy làm vui vẻ, vậy ta bắt đầu đây. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Hai tay mở ra, chẳng mấy chốc, đạo tắc mộng chậm rãi bay đến giữa lông mày của hắn. Một lát sau, một sức mạnh thần bí xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, sức mạnh này cực kỳ thần bí, phải nói là cực kỳ kỳ lạ, vì nó không nhìn thấy, cũng không biết sinh ra như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được thôi. Diệp Huyên hơi kích động, vì hắn cảm thấy đây có thể là lực lượng giấc mơ, nếu ngưng tụ thành kiếm, chẳng phải sẽ có thể tiến vào trong giấc mơ của người khác sao? Kiếm trong mơ. Nghĩ thôi đã thấy rất kích thích rồi. Diệp Huyên bắt đầu điều khiển những sức mạnh này, khác với những gì hắn nghĩ, việc điều khiển sức mạnh này cũng không quá khó. Một thanh kiếm nhanh chóng ngưng tụ. Mũi kiếm này có màu xám trắng, hơi giống sương mù, còn Tiểu Linh Nhi ở bên cạnh thì không ngừng nói cố lên. Thân kiếm cũng dần ngưng tụ ra, dù hơi phí sức. Nhưng đã thoải mái hơn việc ngưng tụ đạo tắc đại địa và đạo tắc không gian nhiều lắm rồi. Chẳng mấy chốc, thân kiếm đã được ngưng tụ xong, không chỉ có thân kiếm, ngay cả chuôi kiếm cũng đã dần xuất hiện. Khoảng nửa khắc sau, một thanh kiếm màu xám trắng xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay, hơi hưng phấn nói kiếm trong mơ. Ha ha! Cười một lát, dường như hắn nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhíu mày. Có gì đó không đúng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt hắn chợt thay đổi, vì hắn phát hiện ra chỗ kỳ lạ rồi. Trước mắt như có thứ gì đó bị cắt ra, ngay sau đó, xung quanh bắt đầu mở đi, một lát sau, bốn phía bình thường trở lại. Mà ở trước mặt, Tiểu Linh Nhi đang tò mò nhìn chằm chằm hắn, mà trong tay cô bé vẫn còn cầm đạo tóc mỏng kia. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra khi nãy thật sự là mộng cảnh. Diệp Huyên nhìn đạo tắc mộng kia, sau một hồi im lặng, hắn cười khẽ, sau này hẳn ngưng tụ. Nói xong, hắn rời khỏi tháp giới ngục. Mà sau khi rời khỏi tháp, Diệp Huyên đột nhiên đứng sững tại chỗ, vì hắn phát hiện, vẫn còn điều gì đó không đúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Chương 703, vậy đánh nhau trước rồi tính. Không đúng. Diệp Huyên sa sầm mặt. Xung quanh đều rất bình thường, nhưng sâu trong lòng hắn biết tất cả mọi thứ xung quanh vẫn không đúng. Còn về lạ chỗ nào, hắn cũng không biết. Vẫn còn trong mơ, nghĩ thế, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên khó coi. Nếu bây giờ vẫn còn ở trong mơ, vậy thì thật sự quá đáng sợ. Đại thần tầng 2. Diệp Huyên vội vã đi tới tầng 2, hắn tìm thấy đại thần tầng 2, đại thần tầng 2 nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên nặng nề hỏi, đây đang là trong giấc mơ sao? Đại thần tầng 2 khẽ nhíu mày, ngươi đang nói bậy cái gì thế? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó xoay người rời đi. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau một thoáng im lặng, hắn đột nhiên rút kiếm ra chém một nhát về phía trước. Xoẹt, kiếm quang chém ra, mặt đất phía xa lập tức nứt toát, sâu không thấy đáy. Mà xung quanh vẫn không có gì thay đổi. Không phải ở trong mơ. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh hắn, ngươi làm gì thế? Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, người đến chính là Hách Liên Tiên. Hách Liên Tiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn thoáng qua khe nứt trước mặt hắn, sau đó lại nhìn về phía hắn, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Huyên nhìn Hách Liên Tiên trước mặt, người trước mặt vô cùng chân thực, nếu thật sự đang ở trong mơ, thì đạo tắc mộng này thật sự quá đáng sợ. Mà nếu không phải ở trong mơ, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác này đang ngày càng mãnh liệt. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, chẳng mấy chốc, kiếm ý của hắn lan tràn ra bốn phía. Thông qua kiếm ý cảm nhận thế giới này. Kiếm ý càng ngày càng xa. Chân thực. Thông qua kiếm ý, hắn cảm nhận thấy mọi thứ đều cực kỳ chân thực, dù hắn sử dụng kiếm nhãn để xem, thì thế giới này vẫn không có chỗ nào không bình thường cả. Nhưng hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Khoảng một canh giờ sau, kiếm ý xung quanh đột nhiên tập trung về phía hắn. Diệp Huyên mở mắt ra, trong mắt hắn có hai tia kiếm quang bắn nhanh ra. Mờ mịt. Lúc này, Diệp Huyên chợt cảm thấy hơi mờ mịt. Vì cảm nhận bằng kiếm ý, hắn vẫn không phát hiện thế giới này có gì không ổn. Chẳng lẽ trực giác của mình sai rồi? Trong đầu Diệp Huyên xuất hiện suy nghĩ này. Đúng lúc này, một giọng nói tựa như sấm sét vang lên trong đầu hắn, ra ngoài. Âm thanh này vừa vang lên, đầu Diệp Huyên như bị sét đánh, trở nên mơ hồ, không biết qua bao lâu, hắn mới dần tỉnh táo lại. Mà lúc này, trong tháp giới ngục trước mặt hắn là Tiểu Linh Nhi, ngoài Tiểu Linh Nhi còn có Đại Thần Tầng 2. Đại Thần Tầng 2 đang lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu Linh Nhi nâng đạo tắc mộng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Huyên nặng nề hỏi, ta tiến vào mộng cảnh, đúng không? Đại thần tầng 2 nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đúng là đồ ngốc. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đại thần tầng 2 lại nói, với thực lực nhỏ bé này của ngươi mà cũng muốn khống chế đạo tắc mộng đã có chút linh trí, có phải đầu ngươi bị sét đánh trúng rồi không? Mà lại đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Diệp Huyên cười khổ, ta đâu có biết nó sẽ đáng sợ đến thế. Đại thần tầng 2 lạnh lùng nhìn hắn, đáng sợ. Nếu không vì linh trí của đạo tắc đại địa và đạo tắc không gian còn đang ngủ say, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế chúng nó à? Những người ở lầu trên, ai không phải cao thủ mạnh nhất trong thiên hạ, mà vì sao bọn họ lại bị nhốt ở đây? Ngoài phong ấn của tháp còn có một nguyên nhân chính là vì những đạo tắc này đấy. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, ngươi không hiểu. Người bây giờ vẫn không thể nào hiểu được sự đáng sợ của những đạo tắc này đâu. Giống như đạo tắc mộng này, nếu là thời kỳ mạnh nhất của nó có thể khiến tất cả mọi người của một thế giới rơi vào trạng thái ngủ say bất cứ lúc nào, mãi mãi không thể tỉnh lại. Diệp Huyên thầm thấy rùng mình, tháp này có tổng cộng 9 tầng, nói cách khác là có tới 9 đạo tắc mạnh mẽ, như vậy thì có vấn đề rồi. Rốt cuộc là ai thu thập những đạo tắc này? Nói một cách khác là chủ cũ của tháp mạnh bao nhiêu? Đại thần tầng 2 không nói gì nữa, nàng ta rời khỏi tầng thứ nhất, sau khi đại thần tầng 2 rời đi, Tiểu Linh Nhi cười hì hì nói, ngươi bị mắng rồi kìa.
Diệp Huyên gật đầu, cũng phải, vậy đánh nhau trước rồi tính. Dứt lời, hắn lập tức xông về phía trước. Mà con yêu thú này cũng lập tức biến mất, một giây sau. Ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng ở xung quanh, một người một thú lùi nhanh về sau. Lúc Diệp Huyên lùi lại, một thanh phi kiếm bay ra từ trong hộp kiếm sau lưng hắn, thanh kiếm này có tốc độ rất nhanh, lập tức bay tới trước mặt yêu thú này, yêu thú híp mắt lại, giơ tay chặn trước mặt. Chương 704, Vô Gian Luyện Ngục. Oanh. Thanh kiếm bị chặn bay, mà con yêu thú này cũng lùi xa mười mấy trượng. Nó vừa mới dừng lại, Diệp Huyên đã xuất hiện trên đỉnh đầu nó, một giây sau, một tia kiếm quang chém thẳng xuống từ trên đầu nó. Nhất kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này chém xuống, sắc mặt yêu thú hoàn toàn thay đổi, chân phải giẫm mạnh xuống đất, tay phải đánh một quyền lên trời. Ầm, một sức mạnh cường đại lan tràn ra từ trong nắm đấm của nó, thoáng chốc nhấn chìm thanh kiếm của Diệp Huyên. Ầm ầm. Xung quanh đột nhiên rung động dữ dội, ngay sau đó, con yêu thú này lùi nhanh về sau, lùi khoảng hơn 200 trượng, mà chỉ vừa dừng lại, một thanh kiếm đã chặn giữa lông mày nó. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Con yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ra tay đi. Diệp Huyên lắc đầu, cất kiếm, ngươi với ta không thù không oán, giết ngươi làm gì. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, con yêu thú này nặng nề nói, nhân loại. Diệp Huyên dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía nó, sao thế? Còn muốn đánh à? Yêu thú lắc đầu, ta thua rồi. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi thật sự không giết ta sao? Diệp Huyên hỏi, ngươi và ta có thù sâu hận lớn gì không? Yêu thú lắc đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy không phải xong rồi sao? Nhưng nếu ngươi còn ra tay với ta nữa, đến lúc đó ta sẽ không nương tay đâu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, con yêu thú kia đột nhiên nói, trong học viện có người muốn ngươi chết. Diệp Huyên dừng bước, ta biết, là Mục Xương kia đúng không? Yêu thú nặng nề đáp, không nói được. Diệp Huyên cười hỏi, vậy có thể nói đối phương cho các ngươi cái gì không? Con yêu thú này hơi do dự, sau đó đáp, 5.000 viên tử nguyên tinh. 5.000 viên tử nguyên tinh. Diệp Huyên ngây người. 5.000 viên tử nguyên tinh đã có thể mời 3 yêu thú phá không cảnh. Rẻ thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hắn búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đổ bay tới trước mặt con yêu thú này. Yêu thú nhìn Diệp Huyên, đây là gì? Diệp Huyên cười nói, chút tấm lòng của ta. Con yêu thú kia nhìn thoáng qua, trong nhẫn chứa đổ có tổng cộng 10.000 viên tử nguyên tinh. Nó nhìn về phía Diệp Huyên, đây là ý gì? Diệp Huyên nói, kết bạn. Yêu thú im lặng một lát, sau đó nói, con người ngươi không tệ, liên đại ta rất sẵn lòng kết bạn với ngươi. Nhưng tử nguyên tinh này thì ta không cần. Nói xong, chiếc nhẫn chứa đồ này bay đến trước mặt Diệp Huyên. Liên đại lại nói, ngươi phải cẩn thận, người kia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nếu sau này ngươi tiến vào học viện, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nói xong, nó dẫn theo 2 yêu thú còn lại biến mất ở xa xa. Mục Xương. Diệp Huyên cười khẽ, nụ cười hơi lạnh nhạt, một lát sau, hắn xoay người tiến vào trong thành. 2 canh giờ sau, chân trời xuất hiện quầng sáng trắng, trời đã sáng. Những yêu thú trong thành đều lùi về, mà trong thành lại có thêm mấy thi thể của nhân loại. Mỗi buổi tối đều sẽ có người hy sinh. Bây giờ trong thành chỉ còn lại 15 người, mà bình thường 15 người này cũng không nói chuyện với nhau, chẳng những thế còn đề phòng nhau nữa. Ở một nơi nào đó sâu trong tinh không, có một cung điện màu đen, cung điện rất lớn, xung quanh phát ra hơi thở u ám. Bên trên cung điện có 4 chữ lớn, Vô Gian Luyện Ngục. Một ông lão đi tới trước cung điện, cổng lớn của cung điện mở ra, ông ta bước vào. Chương 705, Huyên Nhi, Liên Nhi. Người phụ nữ trên cây cột nhìn chằm chằm ông lão, không nói gì. Ông lão cười lạnh, trong nụ cười mang theo vẻ châm chọc, độc cô Huyên, năm đó ngươi là thần nữ nổi bật nhất cao quý nhất tinh vực Vị Ương, mà bây giờ lại rơi vào kết cục thế này, sao nó, có cảm tưởng gì?
Người phụ nữ không nói gì. Nụ cười của ông lão lạnh dần, người không chỉ đắm mình trong trụy lạc, tăng tiệu với người khác, còn sinh ra một tên nghiệp chướng, đồng thời còn đưa báu vật của nhà độc cô ta cho tên nghiệp chướng kia. Ngươi, người phụ nữ trên cột đột nhiên nhìn về phía ông lão, mặt không chút cảm xúc, báu vật kia là của cha thằng bé, không phải của nhà độc cô ta. Vẻ mặt của ông lão đột nhiên trở nên hơi dữ tợn, cha nó. Độc cô Huyên, ngươi nên biết, chính vì ngươi tằng tiệu với người khác, nhà độc cô ta mới đắc tội với nhà họ Cổ, đến nay vẫn còn bị nhà họ Cổ nhằm vào. Người phụ nữ đáp trả, nếu nhà độc cô đủ mạnh thì sao người khác dám bắt nạt. Vấn đề của bản thân lại đi trách người khác, đại trưởng lão, biết bao năm trôi qua, ông vẫn không có chút tiến bộ nào cả. Ông lão nhìn chằm chằm người phụ nữ, một lát sau, ông ta đột nhiên mỉm cười, độc cô Huyên, lão phu không đấu võ mồm với ngươi nữa. Hôm nay đến đây là muốn nói với ngươi, chúng ta đã biết tung tích của hai thứ nghiệp chướng kia rồi, chẳng bao lâu nữa, ba mẹ con các ngươi sẽ được đoàn tụ thôi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Người phụ nữ phía sau đột nhiên nói, trên người hai huynh muội nó cũng chảy dòng máu của nhà độc cô ta. Ông lão dừng bước, cười khẩy, đồ nghiệp chướng như thế có huyết thống của nhà độc cô ta là nổi sỉ nhục của nhà độc cô. Nói xong, ông lão biến mất. Trên cột, người phụ nữ chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau, bà ấy nhẹ giọng nói, Huyên Nhi, Liên Nhi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên mở mắt ra, mà lúc này, hắn đang đứng trên một đỉnh núi, phía sau chính là vách núi, sâu không thấy đáy. Mấy người đi ra từ trong thành cùng hắn lúc trước đang đứng hai bên người hắn, lúc này, bọn họ cũng đang tò mò quan sát xung quanh. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên phía xa xa, trên sườn một ngọn núi nhỏ phía xa có những căn nhà trúc, khoảng chừng 30 căn, những căn nhà trúc này có lớn, cũng có nhỏ. Một học viên hỏi, Phong đạo sư, nơi này là ngoại viện sao? Phong Cảnh nhẹ giọng nói, thế nào, không giống như trong tưởng tượng của mọi người à? Mọi người gật đầu. Ngoại viện của học viện đạo nhất này thật đơn giản quá. Phong Cảnh nhẹ giọng nói, biết những căn nhà trúc kia không? Mọi người lắc đầu. Phong Cảnh nhẹ giọng nói, mọi người nhất định phải dựa vào thực lực của mình xây dựng một căn nhà trúc thuộc về mình, về phần tại sao thì mọi người sẽ biết nhanh thôi. Nói xong, ông ta nhìn mọi người, bắt đầu từ bây giờ, mọi người chính là học sinh ngoại viện của học viện đạo nhất, nhưng đây chỉ là tạm thời, vì mọi người có thể kiên trì ở đây bao lâu thì vẫn chưa biết được. Sau đây sẽ do Vũ Nguyên đạo sư tiếp đón mọi người, chúc mọi người may mắn. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Vũ Nguyên đạo sư. Phong Cảnh vừa rời đi, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt mọi người, ông ta mặc một bộ áo dài sợi đai rộng lớn, tóc dài xõa ngang vai, trên người phát ra mùi rượu gay mũi. Vũ Nguyên nhìn mấy người Diệp Huyên, trong vòng 3 ngày, xây ra nhà trúc thuộc về mình. Nếu không xây được thì lập tức cút xéo. Nói xong, ông ta bỏ đi. Lúc này, một học viên hỏi, Vũ đạo sư, nhà trúc này xây như thế nào ạ? Vũ Nguyên không quay đầu lại, tự nghĩ cách. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hách Liên Tiên ở một bên xoay người đi tới vách núi phía sau, nàng ta cúi người nhìn xuống, sau đó nhanh chóng cau mày. Đáy vực dưới vách núi mọc rất nhiều trúc. Mà lúc này, những người khác cũng đã phát hiện ra. Mọi người nhìn Diệp Huyên cười nói, chúng ta có tổng cộng 10 người, thế này nhé, 8 người đối phó với bóng đen dưới đáy vực, 2 người lấy trúc. Cứ thế, tất cả mọi người đều an toàn. Mọi người nhìn nhau một cái, lúc này, một người đàn ông nói, có thể hợp tác à? Diệp Huyên cười đáp, khi nãy Vũ đạo sư cũng không nói không thể hợp tác. Người đàn ông kia suy nghĩ, sau đó nói, cũng phải. Nói xong y nhìn mọi người cảm thấy ý này thế nào? Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Chương 706, đây là một bài kiểm tra. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Hách Liên Tiên, cô dẫn đầu với ta. Hách Liên Tiên gật đầu, không thành vấn đề. Hai người thả người nhảy thẳng xuống. Mà 8 người phía sau bọn họ cũng nhảy xuống theo. Vào khoảnh khắc 8 người nhảy xuống, một bóng đen lại từ dưới đáy vực phóng lên trời một lần nữa, tốc độ cực nhanh,
Trên không trung, Diệp Huyên chém kiếm xuống dưới một nhát, một tia kiếm quang sáng như tuyết chiếu xuống từ trên mũi kiếm. Ầm. Bóng đen kia bị ép dừng lại, nhưng một giây sau, cái bóng đen đó đột nhiên tản ra, ngay sau đó, một con dị thú dữ tợn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Con dị thú này có đầu như rắn, thân như chó, vẻ mặt dữ tợn, rất khó coi. Nó gào lên với Diệp Huyên, sau đó xông về phía hắn, tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, dù là Diệp Huyên cũng chỉ có thể nhìn thấy một quỹ đạo mơ hồ. Lúc Diệp Huyên đang muốn ra tay, một cái roi màu đen đột nhiên quất lên đầu con dị thú kia. Oanh! Con dị thú lập tức bị một roi này đánh rơi xuống, nhưng người khác cũng đồng loạt ra tay, chẳng mấy chốc, con dị thú hoàn toàn bị áp đảo, mà hai người khác thì đang không ngừng chặt trúc. Nhưng không lâu lắm, dưới đáy vực đột nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai, chẳng mấy chốc, gần 30 cái bóng đen xông ra từ bên dưới. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Diệp Huyên thay đổi, vội vàng lùi về sau, mọi người nhanh chóng lùi tới trên đỉnh núi, mà đám dị thú kia cũng không đuổi tới, bọn chúng nhìn chằm chằm đám người Diệp Huyên, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai. Diệp Huyên lau mồ hôi lạnh trên trán, nhiều yêu thú quá. Sao học viện đạo nhất này lại có nhiều yêu thú mạnh vậy? Một lát sau, đám yêu thú kia đều trở về dưới đáy vực, thấy cảnh này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, phía sau mọi người đột nhiên vang lên giọng nói châm chọc, hợp tác. Các ngươi hợp tác, đám yêu thú kia thì không biết hợp tác à? Mọi người xoay người nhìn lại, một người đàn ông đi về phía bọn họ, người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng. Trong tay cầm một thanh trường thương. Người đàn ông nhìn mấy người Diệp Huyên, đây là một bài kiểm tra, còn là một loại rèn luyện với đám yêu thú kia. Các ngươi đánh hội đồng, người ta cũng biết đánh hội đồng, hơn nữa còn đông người hơn các ngươi. Ở nơi này, muốn đi đường tắt là chuyện không thể nào. Nói xong, hắn ta nhảy xuống vách núi, tốc độ của hắn ta rất nhanh, chớp mắt một cái đã đáp xuống một chỗ trên vách núi, tay phải cầm lấy một cây trúc lớn. Giẫm nhẹ chân trái một cái, người bay lên trời, đúng lúc này, một con dị thú vọt lên từ bên dưới, hung ác nhào về phía hắn. Người đàn ông cười khẩy, vung trường thương bên tay trái lên không trung. Ầm. Con dị thú kia bị một thương này đánh lùi, còn người đàn ông đã xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên, hắn ta vung tay trái, thanh trường thương bay lên từ dưới vách núi, cuối cùng dừng lại trong tay hắn ta. Người đàn ông nhìn đám người Diệp Huyên, quy mô của nhà trúc quyết định địa vị ở ngoại viện của các ngươi, mà địa vị này sẽ quyết định các ngươi có thể nhận được bao nhiêu lợi ích. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Mọi người nhìn nhau, một lát sau, mọi người tách nhau ra, sau đó từng người bắt đầu lấy trúc. Diệp Huyên cũng nhảy xuống vách núi, hắn dừng lại trên một vách đá nhô ra, lúc hắn muốn lấy trúc, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bao phủ từ bên dưới. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, giơ kiếm chém xuống dưới một nhát. Vụt. Một tia kiếm quang chém mạnh xuống từ trong không trung. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, lấy một cây gậy trúc lớn, sau đó để vào trong nhẫn chứa đồ, đang muốn rời đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn xuống dưới, một đôi mắt đột nhiên xuất hiện dưới đáy vực đen kịt. Đôi mắt này có màu đỏ tươi, như có thể khiến linh hồn người ta phải chấn động, cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên vội vàng xoay người bỏ chạy, mà đúng lúc đó, một dòng khí màu đen đột nhiên xuất hiện trên đầu hắn, một giây sau, dòng khí màu đen này lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên thầm thấy kinh hãi, chém xuống một kiếm, nhưng kiếm khí vừa xuất hiện đã lập tức vỡ tan. Một giây sau, một sức mạnh cường đại cứ thế kéo Diệp Huyên xuống dưới. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên hoàn toàn biến mất dưới đáy vực. Dưới đáy vực yên tĩnh trở lại. Chương 707, cô rẻ thế à? Diệp Huyên bị nguồn sức mạnh kia bao vây nhanh chóng rơi xuống, mà lúc này, quanh người hắn tản ra từng tia kiếm quang, những kiếm quang này đang cố chống đỡ nguồn sức mạnh kia, vì thế, hắn mới không bị nguồn sức mạnh kia nghiền nát. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy hai chân chạm đất, sau đó, một thanh kiếm màu vàng lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyên nhanh chóng chém đại địa chi kiếm trong tay về phía trước. Ầm. Sức mạnh đang vây lấy hắn lập tức vỡ tan. Mà lúc này, hắn đã ở dưới đáy vực,
xung quanh tối đen, nhưng không tối hoàn toàn, vì trên vách đá xung quanh có một vài tảng đá phát ra ánh bạc, dù trước mắt rất mờ tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút ít, chỉ là không thể nhìn xa. Diệp Huyên cầm đại địa chi kiếm, cực kỳ đề phòng. Vì hắn có thể cảm nhận được có một vài hơi thở đang nhòm ngó mình trong bóng tối. Diệp Huyên im lặng, tay phải của hắn nắm chặt thanh kiếm, đại địa chi lực không ngừng tập trung về phía hắn. Lúc này, mặt đất trước mặt hắn đột nhiên rung động, một uy thế mạnh mẽ muốn áp đảo hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, hắn sải bước về phía trước, chém ra một chiêu kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Dưới sự gia trì của đại địa chi lực, uy lực của nhất kiếm định sinh tử có thể nói là được đề cao một bậc, chỗ kiếm đi qua, không gian đều chấn động đến mức rạn nứt, cực kỳ đáng sợ. Mà lúc này, một con quái vật khổng lồ xông tới trước mặt Diệp Huyên, đụng vào kiếm của hắn. Ầm. Một âm thanh đinh tai nhức óc ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, một tiếng kêu rên vang lên, con quái vật khổng lồ kia bay thẳng ra ngoài. Lúc này, quái vật khổng lồ trên không trung bắt đầu dần nứt ra, máu tươi chảy xuống, cực kỳ đẫm máu. Một chiêu kiếm lập tức đánh bại một con yêu thú ngự pháp cảnh chân chính. Diệp Huyên nhìn xung quanh, gằn giọng nói, muốn ta chết ư? Đến đi! Dứt lời, hắn cầm kiếm bằng hai tay, cắm xuống đất. Tìm chuyện hay tại chùm chu uyển, ORG. Mặt đất trước mặt hắn lập tức nứt toác, kiếm khí mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía, đám yêu thú trong bóng tối đều lùi vội về sau. Lúc này, trước mặt Diệp Huyên đột nhiên vang lên tiếng bước chân, theo tiếng bước chân này, một uy thế vô hình tựa như sóng biển ngất trời đè ép về phía hắn. Khi áp lực này xuất hiện, Diệp Huyên lập tức thấy khó thở, tựa như muốn ngạt thở, hắn vội vã thả ra kiếm ý ác niệm của mình, sau khi kiếm ý xuất hiện, uy thế kia lập tức giảm đi rất nhiều. Mà lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn. Cô gái trông rất trẻ, nhìn từ vẻ bề ngoài thì chưa đến 20 tuổi, mặc một cái váy dài màu đen. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Huyên, cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn như thế, nhân loại, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, các cô khí thế đến xử lý ta như thế, xem ra người kia phải trả giá rất đắt nhỉ. Chỉ là bây giờ ta đã là học viên của học viện đạo nhất, các cô làm như vậy, không sợ chọc giận học viện đạo nhất sao? Cô gái cười khẽ, ngươi chết ở đây, học viện đạo nhất chỉ cho rằng là chuyện ngoài ý muốn thôi, không phải sao? Diệp Huyên cười nói, hỏi một vấn đề, người kia cho các cô lợi ích gì, mà các cô lại hùng hổ đến xử lý ta như thế? Cô gái nhẹ giọng nói, 30.000 tử nguyên tinh. 30.000 tử nguyên tinh. Diệp Huyên ngây người, sau đó ngạc nhiên nói, cô rẻ thế sao? Nghe vậy, cô gái nhíu mày, một giây sau, nàng ta đột nhiên biến mất, Diệp Huyên ở phía xa thay đổi sắc mặt, chém kiếm trên tay phải về phía trước. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên liên tục lùi 30 mấy trượng, sau khi dừng lại, hắn sợ hãi phát hiện thanh kiếm bậc thiên trong tay mình xuất hiện vết nứt. Quá mạnh! Cô gái ở phía xa đang muốn ra tay nữa, mà lúc này, Diệp Huyên lại nói, đợi đã. Cô gái dừng lại, Diệp Huyên cười nói, ta không có ác ý, chỉ cảm thấy người mạnh như cô, 30.000 tử nguyên tinh thật sự là quá rẻ. Mặt cô gái không chút cảm xúc, vậy ngươi cảm thấy ta trị giá bao nhiêu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, một lần ra tay ít nhất trị giá 50.000 viên. Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên lắc đầu cười, một giây sau, một hơi thở mạnh mẽ phát ra từ trong người hắn. Kiếm tiên. Khi nhìn thấy hơi thở này, sắc mặt cô gái hơi thay đổi. Rõ ràng nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại là một vị kiếm tiên. Sau một thoáng im lặng, cô gái cười khẩy, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Diệp Huyên lắc đầu, hắn búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt cô gái. Diệp Huyên ngây người, sau đó, hắn búng tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt cô gái, trong nhẫn chứa đổ là 150.000 tử nguyên tinh. Lúc này, cô gái ngây người. Diệp Huyên cười nói, đây là cho cô mượn, phải trả. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi tên gì? Diệp Huyên đen mặt, hóa ra khi nãy nữ nhân này hoàn toàn không nhớ tên mình.
Diệp Huyên nói, Diệp Huyên, Diệp trong Diệp Lục, Huyên trong Huyên Náo. Chương 708, ta báo thù, từ sớm đến muộn. Nàng ta gật đầu, ta nhớ rồi. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta tên Võ Tịnh. Võ Tịnh. Diệp Huyên, một lát sau, Diệp Huyên rời đi. Một con yêu thú đi ra từ phía sau Võ Tịnh, nó nhìn lên không trung, nặng nề nói, điện hạ, chúng ta đã đồng ý với Mục Xương kia rồi. Võ Tịnh nhẹ giọng nói, Mục Xương kia cũng không nói hắn hoàn toàn không phải một kiếm hoàng, mà là kiếm tiên. Giết một kiếm hoàng và một kiếm tiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một kiếm hoàng, học viện sẽ không quá xem trọng, nhưng nếu giết một vị kiếm tiên, người cảm thấy học viện sẽ không ai quan tâm sao? Con yêu thú này im lặng. Đúng như Võ Tịnh nói, một kiếm tiên trẻ tuổi như vậy, dù là học viện đạo nhất cũng sẽ rất xem trọng. Lúc này, Võ Tịnh lại nói, người nọ tuổi còn trẻ mà đã là kiếm tiên, phía sau chắc chắn có một thế lực lớn, ta với hắn không thù không oán, cần gì phải vì 30.000 tử nguyên tinh mà trở thành kẻ thù sống còn, rước lấy phiền phức cho mình chứ. Con yêu thú gật đầu, điện hạ nghĩ chu toàn. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Võ Tịnh, người đến chính là Mục Xương. Lão ta lạnh lùng nhìn Võ Tịnh, ngươi không thể giết hắn. Vẻ mặt Võ Tịnh không chút cảm xúc, ông che giấu thực lực thật của hắn. Thực lực thật. Mục Xương khẽ nhíu mày, ngươi có ý gì? Võ Tịnh lắc đầu, không biết thì thôi. Nói xong, nàng ta búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ, bay tới trước mặt Mục Xương, đây là 30.000 tử nguyên tinh của ông, trả lại cho ông đấy. Mục Xương sa sầm mặt, ngươi là muốn nuốt lời à? Võ Tịnh lạnh lùng nhìn Mục Xương, thừa dịp ta vẫn chưa đổi ý thì mau cút đi. Nghe vậy, sắc mặt Mục Xương lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhưng lão ta lại không dám nói gì, vì lão ta biết rõ thực lực của người trước mặt. Sau một thoáng yên tĩnh, Mục Xương nặng nề hỏi, các hạ có thể nói vì sao lại đổi ý không? Võ Tịnh không để ý đến Mục Xương, xoay người rời đi. Thấy cảnh này, vẻ mặt Mục Xương từ u ám trở thành dữ tợn, một lát sau, lão ta gằn giọng nói, ta không tin không thể giết chết ngươi. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Gần đó, Võ Tịnh đi về phía xa, nàng ta nhìn hai chiếc nhẫn chứa đồ trong tay, sau đó nói, truyền lệnh xuống, nếu hắn tới lấy trúc, bảo bọn chúng không được ngăn cản, sau này gặp được hắn thì cố hết sức giúp đỡ, hiểu không? Yêu thú bên cạnh nàng ta gật đầu, hiểu rồi ạ. Nói xong, nó xoay người rời đi. Diệp Huyên rời khỏi vực sâu. Không thể không nói lần này vẫn khá là may mắn, còn 200.000 viên tử nguyên tinh kia, hắn cảm thấy rất đáng giá. Dùng 20.000 tử nguyên tinh để kết giao với một cao thủ, chắc chắn là cực kỳ đáng giá. Thật ra hắn cảm thấy tiền bạc không quan trọng lắm. Một con người nhiều lúc phải chịu bỏ ra mới sẽ nhận được nhiều hơn. Hơn nữa nếu hắn muốn đánh nhau dưới đáy vực kia, sau đó chắc chắn sẽ phải sử dụng tháp giới ngục, vì chỉ một mình cô gái kia, hắn đã không dám chắc có thể đánh bại đối phương, huống hồ xung quanh còn có nhiều yêu thú mạnh mẽ đang ẩn nấp như vậy. Mục Xương. Nghĩ đến người này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lẽo. Trên núi, sau khi Diệp Huyên đi ra ngoài, lúc nhìn thấy hắn, mấy người Hách Liên Tiên đều sửng sốt. Một người đàn ông trong đó thốt lên, ngươi không chết à? Hách Liên Tiên đứng tại chỗ do dự một lát, sau đó cũng vội vã đuổi theo, mà mấy người khác cũng thế. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới một thung lũng, trong hang núi có những căn nhà trúc này đều có diện tích như nhau. Diệp Huyên đứng trước thung lũng, hắn dẫm chân xuống đất, một thanh kiếm màu vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Một giây sau, hắn đột nhiên gào thét, Mục Xương lão cẩu, lăn ra đây chịu chết cho ta. Sau câu nói này, đám người Hách Liên Tiên đi theo hắn đến đây lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Còn Diệp Huyên hắn báo thù, là từ sớm đến muộn. Chương 709, cậu là kiếm tiên. Trước sơn cốc, đám người Hách Liên Tiên nhìn Diệp Huyên một cách khó tin. Tất cả đều không ngờ Diệp Huyên lại công khai thách đấu một vị đạo sư chính của ngoại viện. Chuyện này đã thật lâu không xảy ra ở học viện đạo nhất. Diệp Huyên vừa nói xong,
xung quanh bỗng nhiên có nhiều người hơn. Những người này đều rất trẻ, trong đó thấp nhất cũng là ngự pháp cảnh chân chính, hiển nhiên họ đều là đệ tử ngoại viện. Giờ phút này, các đệ tử ngoại viện đều đang tò mò nhìn Diệp Huyên với nhiều vẻ mặt khác nhau. Có người thì hả hê, cũng có người tò mò ngờ vực, và cũng có người cười khẩy mỉa mai. Thách đấu đạo sư ngoại viện, dù thành công hay không cũng sẽ làm mất lòng lãnh đạo của học viện. Theo nhiều người, hành vi này nhất định là không sáng suốt. Và bản thân Diệp Huyên cũng biết rất rõ điều này, nhưng hắn cũng biết rõ, nếu không giải quyết triệt để thì chuyện này sẽ không kết thúc. Làm lớn chuyện hơn. Đây là mục đích của hắn. Không lâu sau một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đến chính là Phong Cảnh. Phong Cảnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, cậu muốn làm gì? Diệp Huyên hờ hững đáp, ta muốn luận bàn với Mục Xương đạo sư, loại đấu sinh tử ấy. Phong Cảnh nheo mắt, cậu có biết mình đang làm gì không? Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Phong Cảnh trầm giọng bảo, nếu bây giờ cậu rời đi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Diệp Huyên lắc đầu, không được. Ánh mắt Phong Cảnh trở nên lạnh lẽo, xem ra cậu cũng không nhớ những gì ta đã nói với cậu trước đó. Diệp Huyên cười khẽ, đương nhiên ta nhớ kỹ lời nói của Phong Cảnh đạo sư. Nhưng sau khi vào học viện, ta đã bị người khác nhằm vào ở khắp nơi. Đầu tiên là bị ba cao thủ phá không cảnh vây công trong thành, tiếp đó lại có cao thủ bí ẩn dưới đáy vực ra tay với ta. Nếu không nhờ ta có vài lá bài tẩy, sợ rằng lúc này ta đã không còn hài cốt nữa. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào trong sơn cốc ở phía xa, Mục Xương, chẳng phải ông muốn ta chết sao? Giờ Diệp Huyên ta cho ông một cơ hội, là nam nhân thì mẹ nó ra đây, đừng có lén lút dở những thủ đoạn hèn hạ này. Phong Cảnh còn muốn nói thêm gì đó, lúc này có hai ông lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta. Một người trong đó chính là Mục Xương, còn một ông lão khác mặc trường bào màu đen, mặt mày hơi lạnh lùng. Mục Xương nhìn Diệp Huyên chằm chằm, thế nào, người nhà cậu không dạy cậu biết tôn ti trật tự là gì sao? Diệp Huyên bỗng cầm kiếm, giận dữ chỉ vào Mục Xương, không cần nói nhảm thêm nữa. Một câu thôi, đánh hay không? Ngông cuồng! Ông lão bên cạnh Mục Xương nổi giận, cậu là học viên mà lại đi thách đấu đạo sư. Cậu! Một hơi thở mạnh mẽ chợt tỏa ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Cùng lúc đó một luồng kiếm ý bỗng dưng xuất hiện ở xung quanh. Mọi người thấy thế đều sững sờ. Kiếm tiên. Đây là kiếm tiên. Mục Xương nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên với vẻ không thể tin được. Lão ta nắm chặt hai tay, tay lão đang run rẩy. Kiếm hoàng chưa tới 20 tuổi cũng không có gì lạ, nhưng kiếm tiên chưa tới 20 tuổi thì rất hiếm thấy. Phải biết rằng chênh lệch giữa kiếm hoàng với kiếm tiên không phải chỉ một khoảng nhỏ. Cuối cùng bây giờ lão ta cũng biết tại sao ngay cả đại tam huynh đệ và võ tịnh cũng từ bỏ việc giết Diệp Huyên. Một khi loại yêu nghiệt này chết ở đây chắc chắn sẽ khiến các lãnh đạo của học viện chú ý, hơn nữa bản thân Diệp Huyên vốn đã mạnh, khó mà giết được. Ông lão áo bào đen bên cạnh Mục Xương trầm giọng nói, cậu là kiếm tiên. Lúc này giọng điệu của ông ta đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Diệp Huyên thi lễ với ông lão áo bào đen và Phong Cảnh, hai vị tiền bối, Diệp Huyên ta cũng không phải người không biết trời cao đất rộng, chỉ là lão Mục Xương này cứ nhằm vào ta hết lần này tới lần khác, lão muốn dồn ta vào chỗ chết. Ta không còn cách nào khác nên mới nghĩ ra kế dở này. Nghe vậy, ông lão áo bào đen liếc nhìn Mục Xương ở bên cạnh, sau đó ông ta nhìn sang Diệp Huyên, theo ta được biết. Cậu đã giết cháu trai của Mục Xương trưởng lão. Đam Mỹ Hài. Diệp Huyên gật đầu, về nguyên nhân, ta nghĩ Mục Xương vẫn chưa nói với tiền bối, vậy ta sẽ nói lại lần nữa. Ta giết một con yêu thú, cháu trai của Mục Xương trưởng lão muốn cướp đoạt, ta không cho nên hắn muốn giết ta, thế là ta đã giết hắn. Thương kiếm chạm nhau, hai người lùi lại liên tục. Nhưng Mục Xương vừa dừng lại. Một thanh kiếm đã xuất hiện ở giữa lông mày lão ta mà không hề báo trước. Thuấn không nhất kiếm. Mục Xương đổi sắc mặt, lão ta phản ứng rất nhanh. Lão buông thanh trường thương trong tay phải, sau đó đưa hai tay ra trước rồi chắp lại. Thanh kiếm này lập tức bị lão ta kẹp lấy, nhưng lúc này Diệp Huyên bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu lão.
Cùng lúc đó, một thanh kiếm ánh lên kiếm quang màu vàng chém mạnh xuống. Chương 710, để ta suy nghĩ lại. Trong lòng Mục Xương kinh hãi, lão ta không dám đỡ kiếm mà lập tức lùi ra xa 100 trượng. Nhưng trong lúc lão ta lùi lại, vô số phi kiếm đã tới trước mặt lão, thanh này còn nhanh hơn thanh khác. Bùm 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 bùm. Trong ánh mắt nghiêm túc của mọi người, Mục Xương chợt lùi lại liên tục. Áp đảo, giờ phút này Mục Xương bị Diệp Huyên áp đảo hoàn toàn, gần như không có sức đánh trả. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của nhiều người xung quanh lập tức trở nên nghiêm túc. Sức chiến đấu của Diệp Huyên thật sự nằm ngoài dự đoán của họ. Bùm! Lúc này một tiếng nổ lớn chợt vang lên ở phía xa, mọi người nhìn qua thì thấy Mục Xương văng ra ngoài, sau đó nặng nề rơi xuống một chỗ trên vách núi. Mục Xương vừa tiếp đất, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt lão ta. Thấy vậy, hai người phong cảnh cách đó không xa đổi sắc mặt, phong cảnh vội vàng bảo, dừng lại. Ông ta còn chưa dứt lời, kiếm của Diệp Huyên đã đâm vào giữa lông mày Mục Xương, trong nháy mắt máu bắn tung tóe. Mọi người thấy thế thì sững sờ. Giết! Thật sự dám giết! Học viên giết đạo sư! Lúc này hai người phong cảnh cũng sững sờ. Họ cũng không ngờ Diệp Huyên lại thật sự dám giết, hơn nữa còn giết trước mặt họ. Mặc dù Mục Xương đã bị kiếm đâm vào giữa lông mày nhưng vẫn chưa tắt thở. Lão ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, đến lúc chết lão cũng không ngờ Diệp Huyên lại thật sự dám giết lão ngay trước mặt nhiều người như vậy. Lão là đạo sư của học viện đạo nhất đấy. Mục Xương nhìn về phía phong cảnh cách đó không xa, trong mắt có chút cầu xin. Tuy lão ta đã bị kiếm của Diệp Huyên đâm thủng qua giữa lông mày, nhưng linh hồn của lão vẫn có thể cứu được. Mà lúc này Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm chém xuống. Ngôn tình sủng. Thân thể Mục Xương lập tức rách ra, cùng lúc đó một lực lượng bí ẩn nghiền nát linh hồn của lão ta. Nhất kiếm định hồn. Hắn chưa bao giờ quên chiêu này. Bây giờ hắn cũng phát hiện ra chỗ mạnh của chiêu này. Bởi vì sau khi đạt tới ngự pháp cảnh chân chính, linh hồn của tu sĩ trở nên rất mạnh, đặc biệt là cao thủ cấp bậc phá không cảnh rất khó giết chết. Vì dù có phá hủy thân thể của đối phương vẫn còn linh hồn. Nhưng có nhất kiếm định hồn, chiêu kiếm này đã tiêu diệt cả thần và hồn một cách chân chính. Khi thấy Diệp Huyên chém nát cả linh hồn của Mục Xương, phong cảnh và ông lão áo bào đen lập tức nổi giận. Phong cảnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, cậu cho rằng thiên phú cậu cao là cậu có thể muốn làm thì làm ở học viện đạo nhất ta ư. Diệp Huyên cất kiếm rồi thi lễ với hai người, trước đó đã ta nói với ông ta, trận chiến giữa hai ta là đấu sinh tử. Phong cảnh nhìn Diệp Huyên hồi lâu, sau đó nói, người đâu, đưa hắn vào nhà giam. Dứt lời, ba người áo đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không một tiếng động. Diệp Huyên cau mày. Lúc này giọng của Hách Liên Tiên chợt vang lên trong đầu hắn, không nên phản kháng. Nếu ngươi phản kháng, dù cho thiên phú ngươi cao, học viện đạo nhất cũng sẽ không giữ ngươi lại. Đi theo họ đi, với thiên phú của ngươi, nhiều nhất là bị phạt một lần, học viện sẽ không giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên do dự, sau đó từ bỏ kháng cự, nên nói là tạm thời từ bỏ kháng cự, vì hiện tại vẫn chưa đến nỗi phải làm căng chuyện này tới mức đó. Cứ như vậy, Diệp Huyên được ba người đưa vào một căn mật thất tối om. Trong đây không có một tia sáng, xung quanh tối đen như mực. Chờ đợi. Điều hắn có thể làm bây giờ là chờ đợi. Như nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên điều động sợi khí hỗn độn trong người mình, ngay sau đó sợi khí hỗn độn bắt đầu chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể hắn. Mạc Liêm lạnh lùng nói, Mục Xương vi phạm nội quy học viện, vậy cũng không đến lượt hắn giết. Nếu không phế hắn, ngày sau đạo sư chính của ngoại viện như chúng ta còn uy nghiêm gì nữa trước mặt những học viên này. Vương Thiên Nhai khẽ gật đầu, Mạc Liêm nói rất đúng, tội này không thể tha, nếu không thì chẳng phải sau này các học viên khác sẽ noi theo ư. Lúc đó, những đạo sư như các huynh phải làm thế nào? Nói xong, ông ta đứng dậy, hủy tu vi của hắn, đuổi hắn ra khỏi học viện đạo nhất. Hắn là kiếm tiên. Lúc này phong cảnh bỗng lên tiếng, hắn là kiếm tu chưa tới 20 tuổi, kiếm ý đặc biệt, ngự pháp cảnh chân chính. Nghe vậy, Vương Thiên Nhai im lặng trong giây lát, sau đó bảo, để ta suy nghĩ lại.
Chương 711, chúng ta cần một kiếm tu. Suy nghĩ lại. Trong nhà trúc trở nên yên lặng. Ngay cả Mạc Liêm cũng không nói gì nữa. Lúc này Phong Cảnh lại bảo, chúng ta cần một kiếm tu. Cần một kiếm tu. Nghe vậy, hai người Vương Thiên Nhai ngẩn ra, sau đó họ như nghĩ đến điều gì, nét mặt hai người từ từ biến đổi. Một lát sau, Mạc Liêm trầm giọng nói, người này tính tình ngang bướng. Phong Cảnh nhìn Mạc Liêm, nếu là với người ngoài, chẳng phải tính cách này là một thanh kiếm sắc bén ư. Mạc Liêm sửng sốt, một lát sau ông ta lắc đầu, không nói lời nào. Phong Cảnh lại nói, người này đạt tới kiếm tiên khi chưa đầy 20 tuổi. Thiên phú như vậy, ngay cả trong Tiên Kiếm Tông cũng hiếm gặp. Mạc Liêm lắc đầu, ông nói đúng, nhưng chuyện hắn giết Mục Xương cứ thế cho qua ư. Phong Cảnh trầm giọng đáp, Mục Xương ám hại học viên của học viện đạo nhất ta, hơn nữa còn là một vị học viên yêu nghiệt như thế. Ta cảm thấy bản thân ông ta đã vi phạm nghiêm trọng nội quy của học viện đạo nhất ta. Ông ta có kết cục như vậy hoàn toàn là do ông ta gieo gió gặt bão. Nói tới đây, ông ta nhìn hai người, trong thời đại này, nhân tài là quan trọng nhất. Thiên phú kiếm đạo của Diệp Huyên mạnh như thế, ta nghĩ chúng ta nên giữ hắn lại. Tất nhiên, người này tính tình nóng nảy, cần phải quản thúc chặt chẽ. Mạc Liêm còn muốn nói gì đó, Vương Thiên Nhai bỗng lên tiếng, giữ lại đi. Hai người nhìn về phía Vương Thiên Nhai. Vương Thiên Nhai thản nhiên nói, suy cho cùng cũng do Mục Xương làm sai trước, hắn chỉ tự vệ mà thôi. Có điều chuyện này không thể cứ vậy cho qua được. Kể từ bây giờ, tạm thời bãi bỏ thân phận học viên ngoại viện của hắn, giáng thành đệ tử ngoại sự, cho hắn đi làm việc vặt ở vườn bách quả. Đệ tử ngoại sự, nói một cách đơn giản là làm việc vặt. Phong Cảnh nghĩ ngợi, sau đó gật đầu, vậy cũng được. Trước tiên áp chế lòng hăng hái của hắn. Nếu không sau này hắn sẽ còn gây ra rất nhiều rắc rối trong học viện. Mạc Liêm cũng gật đầu, cứ để hắn đến vườn bách quả đi. Cứ vậy, ba người đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi Mạc Liêm và Phong Cảnh đi, Vương Thiên Nhai lấy ra một quyển trục, trên quyển trục là tất cả thông tin về Diệp Huyên. Nhìn một hàng chữ trong quyển trục, Vương Thiên Nhai rơi vào trầm tư. Hàng chữ này là, bảo vật bảng treo thưởng tinh tế. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên được Phong Cảnh đưa đến một khu vườn. Khu vườn này rất rộng, nó chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực đều được trồng nhiều loại linh quả và linh thảo khác nhau. Phong Cảnh xoay người lại nhìn Diệp Huyên, đây là vườn bách quả, mỗi ngày cần tưới linh tuyển 3 lần, linh tuyển cách đây 30 dặm về phía bắc. Hãy nhớ, không thể thiếu một lần, nếu không cậu sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Diệp Huyên im lặng. Phong Cảnh khẽ thở dài, trước đó ta đã nói với cậu rồi, thanh niên làm việc đừng tùy tiện quá, đặc biệt là trong học viện này. Cậu cảm thấy cậu yêu nghiệt, nhưng vẫn còn người yêu nghiệt hơn cậu. Cậu cảm thấy cậu có bối cảnh lớn, người có bối cảnh lớn hơn cậu trong đây còn nhiều hơn. Lần này cậu coi như gặp may mắn, nếu không cậu đã gặp rắc rối lớn rồi. Ông ta tạm dừng, sau đó lại nói, với thiên phú của cậu, học viện nhất định sẽ không để cậu tiếp tục như thế này. Cậu ở tạm đây vài tháng, lúc đó chuyện này qua đi, ta sẽ bảo Vương Phó Viện Trưởng khôi phục thân phận của cậu. Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó kính cẩn thi lễ, vậy thì đa tạ. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Phong Cảnh. Phong Cảnh nhìn lướt qua, trong nhẫn chứa đồ có 10.000 viên tử nguyên tinh. Thấy thế, Phong Cảnh cau mày, cậu đây là... Diệp Huyên vội vàng nói, đa tạ Phong trưởng lão đã nói giúp ta trước đó. Đây là tấm lòng nhỏ của ta, xin Phong trưởng lão đừng chê ít. Phong Cảnh nhìn Diệp Huyên, khẽ lắc đầu, nói cậu thẳng thắn, không biết biến báo, cậu lại giỏi xử lý công việc. Thứ này của cậu, nói đến đây, ông ta cất nhẫn chứa đồ, ngoan ngoãn ở lại đây, đừng gây chuyện, nhớ kỹ nhiệm vụ hàng ngày. Nói xong, ông ta quay lưng rời đi. Lúc này Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên chắp tay, làm thành tư thế cầu xin ta muốn ăn. Diệp Huyên lấy ra vài quả linh quả mà hắn kiếm được cho Tiểu Linh Nhi. Cô bé liếc mắt qua nhìn, hoàn toàn không có hứng thú. Cuối cùng sau khi Diệp Huyên hứa sẽ hái một quả cho cô bé mới tạm thời dừng lại. Chương 712, ra tay đi, xin ngươi ra tay đấy.
Mục tiêu cuối cùng của hắn là phá không cảnh. Đảo mắt đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, toàn thân Diệp Huyên có thay đổi rất lớn. Giờ hắn đã là ngự pháp cảnh chân chính đỉnh cao, ngoài ra linh hồn của hắn cũng có thay đổi rất lớn, chính hắn có thể cảm nhận được vì hắn phát hiện nhất kiếm định hồn của hắn đã mạnh hơn. Sự mạnh yếu của nhất kiếm định hồn có liên quan đến lực linh hồn. Trước đây hắn chủ yếu dùng nhất kiếm định sinh tử, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra nhất kiếm định hồn cũng có điểm mạnh của nó, đặc biệt là đối với linh hồn thể. Có thể nói nó là khắc tinh của linh hồn thể. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã hỏi thăm, An Lan Tú và Tiểu Liên Nhi quả thật đang ở học viện đạo nhất, nhưng họ đã ở nội viện. Hơn nữa hắn còn nghe được một tin tức. Tiểu Liên Nhi đã đạt tới phá không cảnh. Phá không cảnh. Khi nghe được tin này, Diệp Huyên vừa mừng vừa sợ, điều này thật quá điên rồ. Phải biết rằng bây giờ Tiểu Liên Nhi mới 14 tuổi. Phá không cảnh 14 tuổi, đây là khái niệm gì? Nghe nói hiện nay Tiểu Liên Nhi đã được viện trưởng học viện đạo nhất đích thân thu làm đệ tử chân truyền, có thể nói là được đào tạo trọng điểm. Khi nhận được tin này, Diệp Huyên vui như một đứa trẻ, hắn đã vui vẻ cả ngày. Ngoài ra hắn cũng hỏi thăm về việc tái tạo thân thể. Học viện đạo nhất thật sự có thể tái tạo thân thể cho người khác mà không cần vào nội viện. Tái tạo thân thể cũng là một chuyện vô cùng rắc rối. Nó không chỉ cần một số bảo vật cực kỳ quý hiếm, còn cần siêu cao thủ đích thân ra tay để làm thân thể và linh hồn hòa vào nhau. Nói một cách đơn giản là rất rắc rối. Nhưng dù rắc rối, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hôm nay Diệp Huyên tiếp tục đi tưới nước cho linh quả. Sau khi tưới linh tuyền xong, hắn đang định rời đi, lúc này hắn như nghĩ đến gì đó. Sau một lúc do dự, hắn đột nhiên duỗi tay phải ra, ngay sau đó một luồng khí bay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Khí hỗn độn. Khi luồng khí hỗn độn đó tiếp xúc với một linh quả thì có bất ngờ xảy ra. Quả linh quả kia khẽ run, sau đó bắt đầu lớn dần, chẳng mấy chốc nó đã lớn gấp đôi, không chỉ vậy mà còn có một mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ trong đó. Diệp Huyên thấy thế thì sững sờ. Khí hỗn độn còn có tác dụng này ư? Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên có chút phấn khích. Vì hắn phát hiện, hắn hoàn toàn có thể tự trồng những vật quý hiếm này. Nhưng trước hết phải có hạt giống. Hạt giống. Diệp Huyên từ từ bình tĩnh lại, những thứ trước mặt này chắc chắn không thể động vào, vì chúng đều được trận pháp bảo vệ. Nếu không có phù linh của cấp trên, hắn chạm vào một cây cỏ cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Trận pháp. Diệp Huyên chớp mắt, hắn nghĩ tới đạo tắc không gian. Đạo tắc không gian qua mắt được trận pháp. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hắn khởi động đạo tắc không gian. Dùng đạo tắc không gian, hắn đã hái được một quả linh quả từ trên mặt đất một cách rất dễ dàng. Không có động tĩnh gì. Thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên mừng rỡ, sau đó hắn bắt đầu chọn đủ loại bảo vật khác nhau. Thứ nào không tốt đương nhiên không thể lọt vào mắt hắn. Những thứ hắn muốn trồng đều là loại cao cấp nhất, mà những thứ này có rất nhiều ở đây. Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã chọn hơn 30 loại bảo vật quý giá. Mỗi thứ hắn chỉ lấy một quả. Cô gái váy trắng cầm lấy linh quả, lúc này nàng ta đột nhiên thả tay ra, ba quả vàng kia lập tức rơi xuống đất. Cô gái váy trắng nhìn thẳng vào Diệp Huyên, nhặt lên. Diệp Huyên ngây người. Mẹ nó, hắn trốn ở đây cũng có người đến gây chuyện với hắn. Hắn là sao chổi à? Có cho người ta sống nữa không? Cô gái váy trắng tiến lên một bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta bảo ngươi nhặt lên. Người đàn ông áo gấm bên cạnh cười nhếch mép, ra tay đi. Xin ngươi ra tay đấy. Chương 713, nữ tên là Bạch Linh, nam tên Tiêu Tiềm. Chuyện này không bình thường. Đây là suy nghĩ của Diệp Huyên lúc này. Bởi vì hai người này thể hiện rõ rằng mình tới đây để gây sự với hắn, mà vấn đề là hắn không hề biết đối phương. Trên đời hoàn toàn không có thù hận vô cớ, hai người họ đến tìm hắn chắc chắn là có nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém về phía trước. Hắn cũng không hỏi hai người này tại sao lại tới gây sự với mình, hắn chỉ biết với loại người này chỉ cần một từ xử là xong chuyện. Thấy Diệp Huyên ra tay,
Hai người cô gái váy trắng đều sững sờ, hiển nhiên họ cũng không ngờ Diệp Huyên thật sự dám ra tay. Hai người phản ứng rất nhanh, đặc biệt là cô gái váy trắng. Lúc Diệp Huyên vừa xuất kiếm, nàng ta đã vung tay phải lên, một tia sáng trắng dao động bay ra. Bùm! Khi một tiếng nổ vang lên, hai người lùi lại liên tục, cả hai đều lùi lại hơn 30 trượng. Cô gái váy trắng vừa định ra tay tiếp, lúc này một tiếng quát giận dữ bỗng vang lên, dừng tay. Dứt lời, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đến chính là Vương Thiên Nhai, phó viện trưởng ngoại viện. Khi nhìn thấy Vương Thiên Nhai, cô gái váy trắng cũng dừng lại. Vương Thiên Nhai lạnh lùng nhìn ba người, đây là vườn bách quả, nơi quan trọng của học viện đạo nhất ta, không ngờ các ngươi lại ra tay ngay tại đây, cả ba đều không muốn sống sao. Người đàn ông áo gấm bên cạnh cô gái váy trắng đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên, là hắn ra tay trước. Vương Thiên Nhai quay đầu lại nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên lấy ra một viên đá truyền âm, cuộc đối thoại trước đó của cô gái váy trắng với người đàn ông áo gấm vang lên trong đá truyền âm. Đá truyền âm này có chức năng ghi âm. Sau khi nghe thấy giọng nói trong đá truyền âm, vẻ mặt Vương Thiên Nhai lập tức trở nên lạnh lùng. Ông ta quay đầu lại nhìn hai người cô gái váy trắng ở phía xa. Nét mặt của hai người họ thì hơi khó coi, hiển nhiên họ không ngờ Diệp Huyên lại dùng chiêu này. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Nói xong, hai người quay lưng định đi. Nhưng lúc này Diệp Huyên chợt lên tiếng, chờ lần sau gì nữa, lần này chúng ta quyết đấu sinh tử luôn đi. Nói xong, hắn cầm kiếm bước về phía cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng dừng bước, nàng ta xoay người lại nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cho rằng đây là Thương Kiếm Tông. Không có Thương Kiếm Tông bảo vệ ngươi, để ta xem ngươi giỏi tới đâu. Dứt lời, nàng ta vừa định ra tay. Vương Thiên Nhai ở bên cạnh đột nhiên nói, thế nào, coi ta không tồn tại à? Diệp Huyên đang định trả lời thì Vương Thiên Nhai nhìn hắn, về tưới nước của cậu đi. Diệp Huyên nhún vai, sau đó nhặt ba quả linh quả màu vàng dưới đất lên rồi xoay người rời đi. Hắn vẫn phải nể mặt Vương phó viện trưởng này. Thấy Diệp Huyên không ra tay, trong lòng Vương Thiên Nhai cũng nhẹ nhõm hơn. Nếu hai người này thật sự đánh nhau ở đây, ông ta chưa chắc ngăn cản được. Lúc này người đàn ông áo gấm nổi giận nói, ba quả kim linh đó là của chúng ta, ngươi. Diệp Huyên xoay người lại giơ ngón giữa, sau đó bước nhanh biến mất ở cách đó không xa. Thấy vậy, vẻ mặt của người đàn ông áo gấm lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này cô gái váy trắng bỗng nhiên bảo, chúng ta đi thôi. Người đàn ông áo gấm lạnh lùng hỏi, cứ vậy mà đi ư? Cô gái váy trắng hờ hững đáp, trò hay còn ở phía sau, có gì phải gấp. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Người đàn ông áo gấm liếc nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên phía xa xa, sau đó xoay người rời đi một cách không cam lòng lắm. Vương Thiên Nhai tìm thấy Diệp Huyên ở bên cạnh Linh Tuyền. Vương Thiên Nhai nhìn Diệp Huyên, hai người kia, nữ tên là Bạch Linh, nam tên Tiêu Tiềm, họ là đệ tử nội viện. Diệp Huyên cười bảo, ta không biết họ, thật đó. Vương Thiên Nhai trầm giọng nói, hai người này đều đi theo một người tên là Nam Sơn, mà người này đến từ Thanh Thương Giới. Theo ta được biết, cậu cũng đến từ Thanh Thương Giới, phải không? Thanh Thương Giới. Liên minh hộ giới. Nghe đến đây, Diệp Huyên đã hiểu. Hiểu một cách rõ ràng. Thương Kiếm Tông, Liên minh hộ giới. Nhiều người cho rằng việc liên minh hộ giới bị tiêu diệt có liên quan tới Thương Kiếm Tông, chứ không phải liên quan đến Diệp Huyên hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều người dám đến gây rối với hắn. Mọi người có thể sẽ kiêng dè Thương Kiếm Tông, nhưng sẽ không kiêng dè Diệp Huyên hắn. Mà những người biết nguyên nhân thật sự hầu như đã chết hết. Người còn sống đều là người của hắn, họ chắc chắn sẽ không đi nói bừa ra khắp nơi. Chương 714, ông thật độc ác. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, rắc rối lớn rồi đây. Giờ hắn đang giữ bảo vật trong tay, người đến tìm hắn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Phiền quá đi. Diệp Huyên lại lắc đầu, như nghĩ tới điều gì, hắn quay qua nhìn Vương Thiên Nhai, phó viện trưởng,
ta phải làm thế nào mới có thể vào nội viện? Vương Thiên Nhai nhìn Diệp Huyên, cậu muốn vào nội viện ngay bây giờ sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Giờ hắn đã cảm nhận được nguy cơ, một nguy cơ rất lớn. Hắn nhất định phải cố gắng hết sức để tăng thực lực của mình lên, và lại chuyện của Việt Kỳ cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vương Thiên Nhai trầm giọng nói, nếu bây giờ cậu vào nội viện chắc chắn sẽ bị Nam Sơn nhằm vào. Cậu! Diệp Huyên cười bảo, không sao. Vương Thiên Nhai nhìn Diệp Huyên. Sau một lúc yên lặng, ông ta bảo, nếu cậu muốn vào nội viện, cậu có thể vào bất cứ lúc nào. Diệp Huyên sửng sốt, đơn giản vậy ư? Vương Thiên Nhai lắc đầu cười, dù sao thì cậu cũng là một vị kiếm tiên. Ông ta tạm dừng, đi theo ta. Cứ thế, Diệp Huyên đi theo Vương Thiên Nhai. Sau khoảng nửa canh giờ, hai người tới chỗ sâu trong một dãy núi. Lúc này Diệp Huyên bỗng dừng lại, hắn cười nói, Vương Phó Viện Trưởng, đây không phải đường đến nội viện đúng không? Vương Thiên Nhai quay người lại, ông ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, món bảo vật đứng đầu bảng treo thưởng tinh tế đang nằm trong tay cậu phải không? Diệp Huyên mỉm cười, thì ra là vì cái này. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xung quanh rồi cười bảo, nơi này yên tĩnh, thích hợp để giết người cướp của nhỉ. Vương Thiên Nhai nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Diệp Huyên, cậu nên biết rằng việc cậu giữ món đồ đó sẽ chỉ mang lại cho cậu vô vàn tai họa. Hay cậu giao nó cho lão phu bảo lãnh cho cậu vào nội viện, cậu thấy thế nào? Diệp Huyên cười nói, giao nó cho ông, chỉ e là ông sẽ giết người diệt khẩu ngay lập tức, đúng không? Vương Thiên Nhai nheo mắt, cậu thông minh quá đấy, mà người quá thông minh đều sống không lâu. Dứt lời, một ông lão xuất hiện đằng sau Diệp Huyên. Người này chính là Mạc Liêm. Diệp Huyên im lặng. Giờ hắn mới phát hiện ra mình đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của tháp giới ngục. Vương Thiên Nhai đột nhiên nói, Diệp Huyên, lão phu biết sức chiến đấu cậu mạnh, cậu còn có một số thủ đoạn bí mật. Nhưng cậu cũng biết, dù cậu có thắng, cậu cũng không chạy thoát khỏi học viện đạo nhất. Giết hại phó viện trưởng và một đạo sư của học viện, cậu sẽ bị học viện đạo nhất ta đuổi giết đến khi nào chết mới thôi. Nếu cậu giao bảo vật kia ra, sau đó rời khỏi học viện đạo nhất, lão phu có thể cho cậu một con đường sống. Lão phu nói được thì làm được. Diệp Huyên im lặng trong giây lát, bỗng nhiên hắn ngửa đầu hét lên, cứu mạng. Dưới sự thêm vào huyền khí, giọng nói của hắn vang vọng khắp chân trời như tiếng sấm. Giọng hắn vô cùng lớn. Lớn đến mức đủ để cả ngoại viện nghe thấy. Vương Thiên Nhai và Mạc Liêm trước mặt Diệp Huyên lập tức sững sờ. Kêu cứu. Hành động của Diệp Huyên không thể nghi ngờ đã khiến đầu óc họ bị chập mạch tạm thời. Lúc này Diệp Huyên lại kêu thêm vài tiếng. Khi hai người Vương Thiên Nhai định thần lại thì đã có vài hơi thở mạnh mẽ đang chạy về phía này. Thấy thế, hai người vốn đang chuẩn bị ra tay lập tức không dám nhúc nhích. Vương Thiên Nhai nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu cậu dám nói lung tung, lão phu chắc chắn sẽ khiến cậu chết không yên. Lúc này phong cảnh với một ông lão và một người đàn ông trung niên xuất hiện. Phong cảnh nặng nề trả lời, chuyện này ta nghĩ nên để đại trưởng lão quyết định. Vương Thiên Nhai nghe vậy thì nheo mắt, Phong Cảnh, ngươi có ý gì? Phong Cảnh lạnh nhạt đáp, không có ý gì cả, chỉ là chuyện này nghiêm trọng, cần đại trưởng lão giải quyết. Chương 715, lừa dối. Nghe thấy lời Diệp Huyên, nét mặt Vương Thiên Nhai lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ánh mắt như một con dao tựa như có thể giết người. Còn Diệp Huyên thì sợ sệt lùi lại. Lúc này Phong Cảnh chợt lên tiếng, thông báo cho đại trưởng lão. Người đàn ông trung niên bên cạnh Phong Cảnh bóp nát một lá bùa truyền âm. Chưa tới vài hơi thở, một ông lão cầm trường trượng màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy người này, trong lòng Diệp Huyên run lên. Nhìn không thấu. Cảm giác ông lão trước mặt này mang lại cho hắn tựa như vũ trụ bao la, sâu không lường được. Khi đám người Vương Thiên Nhai ở bên cạnh nhìn thấy ông lão này, họ đều vội vàng thi lễ. Ông lão nhìn lướt qua mọi người, thế nào, đây là muốn nội chiến. Phong Cảnh bước tới trước mặt ông lão, ông ta hơi khom lưng, đại trưởng lão, chuyện là thế này.
Chẳng mấy chốc Phong Cảnh đã kể xong đầu đuôi câu chuyện. Đại trưởng lão quay đầu sang nhìn Vương Thiên Nhai ở bên cạnh, Vương Thiên Nhai trầm giọng nói, đại trưởng lão, đây là Vu Khống, Diệp Huyên vu khống cho chúng ta. Vu Khống. Diệp Huyên chợt nói, Vương Phó Viện Trưởng, ông lừa ta đến đây, sau đó đe dọa ta, nói là nếu ta không giao bảo vật đó ra thì ông sẽ giết ta. Mà sau khi ta đưa cho ông vẫn muốn giết người diệt khẩu. Ông. Vương Thiên Nhai giận dữ ngắt lời Diệp Huyên, cậu đưa cho ta khi nào? Ta. Nói tới đây, ông ta như nghĩ tới gì đó, mặt ông ta lập tức không còn giọt máu. Đây không thể nghi ngờ là thừa nhận rồi. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Vương Thiên Nhai, thật là mất mặt. Phạt ngươi 1 năm không được nhận bổng lộc, về sám hối. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên tiến lên, hắn thi lễ với đại trưởng lão, ta sai rồi. Mọi người sững sờ, tất cả đều nhìn về phía Diệp Huyên. Đại trưởng lão cũng nhìn sang Diệp Huyên, im lặng đợi Diệp Huyên nói tiếp. Diệp Huyên cười tự giễu, vốn dĩ học viện đạo nhất là thần thánh trong lòng ta, vì thế ta đã vượt ngàn dặm tới đây để gia nhập vào học viện đạo nhất. Nhưng ta không ngờ sau khi ta vào học viện, đầu tiên là bị Mục Xương đạo sư nhầm vào, suýt chút nữa chết dưới đáy vực. Bây giờ lại bị phó viện trưởng ngoại viện cưỡng đoạt bảo vật, ông ta còn muốn dồn ta vào chỗ chết. Nói tới đây, Diệp Huyên lắc đầu cười, ta sai rồi. Lẽ ra ta không nên tới học viện đạo nhất, đại trưởng lão, ta không cần bảo vật đó nữa, ta chỉ xin đại trưởng lão cho phép ta rời khỏi học viện đạo nhất. Yên tâm, sau khi ta đi, ta chắc chắn sẽ không nói bừa gì đâu. Vương Thiên Nhai bên cạnh tức giận nói, Diệp Huyên, cậu nổi điên gì đấy? Cậu đưa bảo vật đó cho ta khi nào? Cậu! Câm miệng! Đại trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn Vương Thiên Nhai, ông ta không dám phản bác, cũng không nói thêm nữa. Đại trưởng lão quay đầu sang nhìn Diệp Huyên, cậu đang uy hiếp ta. Diệp Huyên lắc đầu, không dám, ta chỉ thật sự không dám tiếp tục ở lại học viện. Xin đại trưởng lão khoan dung, tha cho ta một con đường sống. Đại trưởng lão nheo mắt lại, lúc này Phong Cảnh bên cạnh đột nhiên truyền âm bằng huyền khí. Đại trưởng lão, người này là một kiếm tiên. Một kiếm tiên chưa đầy 20 tuổi. Kiếm tiên. Đại trưởng lão khẽ cau mày, ông ta quan sát Diệp Huyên, cậu là kiếm tiên. Diệp Huyên gật đầu, ta đã đạt tới kiếm tiên 3 năm trước. 3 năm trước. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. 3 năm trước, nói cách khác là kiếm tiên 16 tuổi. Vương Thiên Nhai đột nhiên tức giận nói, không thể nào, sao có thể đạt tới kiếm tiên khi mới 16 tuổi. Cậu lừa dối ai đấy? Diệp Huyên không hề để ý đến Vương Thiên Nhai. Đại trưởng lão hỏi, cậu thật sự đạt tới kiếm tiên năm 16 tuổi? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm mặt đáp, đương nhiên. Nghe vậy, vẻ mặt đại trưởng lão trở nên khá nghiêm túc. Ngay sau đó, hai người áo đen xuất hiện phía sau lưng hai người Vương Thiên Nhai. Ông ta tỏ ra đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn không dám chống cự. Nếu lúc này ông ta chống cự thì sẽ không chỉ là tạo phản, mà còn là công khai khiêu khích học viện đạo nhất. Cứ vậy, hai người Vương Thiên Nhai đã bị dẫn đi. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, hai người họ là đạo sư của học viện, nhất định phải do viện trưởng xử trí. Cậu yên tâm. Học viện đạo nhất ta chắc chắn sẽ không làm việc thiên tư. Diệp Huyên mỉm cười, ta hiểu rồi. Chỉ là món bảo vật kia của ta. Đại trưởng lão nói, yên tâm, nếu nó thật sự nằm trong tay ông ta, lúc đó chúng ta sẽ trả lại cho cậu. Chương 716, mau chạy. Diệp Huyên do dự, một lát sau hắn gật đầu, cũng được. Đại trưởng lão gật đầu rồi quay lưng rời đi. Sau khi đám người đại trưởng lão đi, Phong Cảnh nhìn sang Diệp Huyên, trầm giọng bảo, chuyện này vẫn cần cậu giữ bí mật, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, Phó Viện Trưởng, ta muốn vào nội viện. Phong Cảnh do dự, sau đó nói, để ta sắp xếp đã, lúc đó ta sẽ đến tìm cậu. Cậu về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, ông ta và hai người bên cạnh xoay người rời đi. Sau khi đám người Phong Cảnh đi, Diệp Huyên sầm mặt lại. Bảng treo thưởng tinh tế.
Trước đó hắn vẫn chưa biết bảng treo thưởng tinh tế này có nghĩa là gì, nhưng giờ hắn đã dần dần hiểu ra. Ngay cả người có thân phận như Vương Thiên Nhai còn động tâm vì nó. Có lẽ ngay cả đại trưởng lão cũng đã động tâm. Một lát sau, Diệp Huyên thì thào, dù ở học viện đạo nhất cũng không an toàn. Tình cảnh của hắn hiện tại như một đứa trẻ 3 tuổi ôm cục gạch vàng rêu rao khắp nơi, chắc chắn những người xung quanh kia sẽ động tâm. Ngoài ra còn có một số cao thủ bên ngoài, có lẽ họ cũng đang tìm hắn. Trong tháp còn có một đám gia hỏa không yên phận. 2. Diệp Huyên khẽ thở dài. Hắn nằm dưới đất, để hai tay ở sau ót, trông có chút mờ mịt. Kẻ thù trong tương lai có hơi nhiều nhỉ. Kẻ thù. Như nghĩ đến điều gì, hắn ngồi phắt dậy. Có kẻ thù thì sẽ có bạn bè, tại sao hắn không tìm thêm vài người bạn? Diệp Huyên tìm một nơi không người, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Diệp Huyên đi tới tầng 2, hình như đại thần tầng 2 vẫn còn đang bế quan. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đi lên tầng 3, nói chính xác hơn là lối vào tầng 4. Diệp Huyên đi tới lối vào tầng 4, hắn mỉm cười, tiền bối, chúng ta nói chuyện đi. Không ai trả lời. Diệp Huyên cũng không nản lòng, hắn lại nói, tiền bối, người có muốn ra ngoài không? Vẫn không ai trả lời. Khó chơi nhỉ. Diệp Huyên lắc đầu, hắn đang định đi thì có một giọng nói vang lên, người vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Khi nào đạt tới cảnh giới vô thượng rồi quay lại. Diệp Huyên ngây người tại chỗ, sau đó hắn khịt mũi, bây giờ người không thèm đếm xỉa đến ta, sau này ta sẽ khiến người không với tới nổi. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Tầng thứ nhất. Hắn đi tìm Tiểu Linh Nhi, lúc này cô bé đang trồng linh quả. Có khí hỗn độn, sự phát triển của những linh quả này có thể nói là đáng kinh ngạc. Diệp Huyên lưỡng lự, rốt cuộc hắn có nên nói cho Tiểu Linh Nhi biết thật ra cô bé đánh nhau rất giỏi không đây? Tiểu Linh Nhi thật sự đánh nhau rất giỏi. Nhưng nếu để cô bé biết mình giỏi đánh nhau, sau này e là hắn sẽ không quản được nhóc tì này. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, hắn trở lại vườn bách quả. Vừa về tới nơi thì phong cảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Phong cảnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, hai người Vương phó viện trưởng đã chết. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức sững sờ. Đã chết? Phong cảnh trầm giọng hỏi, có phải do cậu làm không? Diệp Huyên cười khổ, phong trưởng lão, ông nghĩ ta có năng lực đó sao? Ngôn tình hay. Phong cảnh im lặng một hồi, sau đó nói, chuyện này rất kỳ quái. Hai người Vương phó viện trưởng vừa vào ngục tối không bao lâu đã bị người khác giết chết mà không hề có một tiếng động. Sau một hồi yên lặng, Diệp Huyên bỗng nhiên hốt hoảng, vậy còn bảo vật của ta đâu? Bảo vật. Phong cảnh lắc đầu, nhẫn chứa đồ của hai người họ đã bị lấy đi. Diệp Huyên hỏi với giọng nặng nề, có phải là do người trong học viện làm không? Như nghĩ đến gì đó, mặt Diệp Huyên đột nhiên biến sắc. Loại bảo vật này. Đừng nói là đám người Vương Thiên Nhai, e là cả học viện đạo nhất cũng sẽ động tâm. Chạy! Mau chạy! Diệp Huyên vừa định chuồn đi, lúc này một ông lão áo đen bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và phong cảnh. Ông ta nhìn Diệp Huyên, đại trưởng lão bảo ngươi đến gặp ông ấy. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hắn mừng như điên, ông ấy tìm được bảo vật của ta rồi hả? Tìm được rồi phải không? Đi thôi, mau dẫn ta đi. Ông lão áo đen, chương 717, ta vốn muốn vào học viện đạo nhất để được bảo vệ. Diệp Huyên đi cùng ông lão áo đen và phong cảnh đến đỉnh núi. Trên đó là một tòa cung điện bề thế với bức tượng cao chừng 10 trượng tạo hình một người đàn ông trung niên án ngữ trước cổng chính. Người được tạc tượng chính là Mục Đạo Nhất, nhân vật truyền kỳ của tinh vực Vị Ương. Mà cung điện phía sau pho tượng tất nhiên là Điện Đạo Nhất. Khi Diệp Huyên được đưa vào đại điện, bên trong có 6 người, 3 ông lão, 2 người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp. Vị đại trưởng lão cũng có mặt ở đó. Ánh mắt của họ dồn dập tập trung lên người hắn. Đại trưởng lão lên tiếng, ngươi có biết hai người Vương phó viện trưởng đã chết không? Phong tiền bối đã nói với ta. Diệp Huyên gật đầu, cười khổ, đại trưởng lão sẽ không cho rằng ta là thủ phạm đấy chứ. Đối phương chỉ lẳng lặng nhìn hắn,
Diệp Huyên càng bất đắc dĩ, đang toan mở miệng thì đại trưởng lão lại lên tiếng, hắn chết trong ngục tối, mà ngươi thì rõ ràng không có năng lực lẻn vào đó giết người mà thần không biết quỷ không hay. Chúng ta tìm ngươi đến chỉ để hỏi về món báu vật kia. Những lời này khiến Diệp Huyên lập tức đề cao cảnh giác. Đại trưởng lão tiếp lời, chúng ta cho rằng kẻ thù ác giết hai người họ để đoạt lấy báu vật kia nên muốn hỏi ngươi một chút, nó thật sự bị Vương Thiên Nhai lấy mất rồi. Diệp Huyên vội đáp, đúng vậy, ngày ấy Vương Phó Viện trưởng bắt ta đi vào rừng. Hai người họ uy hiếp ta, nói nếu ta không giao báu vật ra thì sẽ giết. Ta biết sức mình không địch lại hai người nên đành phải giao báu vật ra, ai ngờ bọn họ lại muốn giết người diệt khẩu. Đại trưởng lão nhìn hắn chòng chọc, sao ngươi có thể dễ dàng giao báu vật cho người khác được? Diệp Huyên cười khổ, báu vật tốt nhưng mạng quan trọng hơn, không phải sao? Đôi mắt đại trưởng lão vẫn xoáy vào như muốn nhìn thấu hắn. Bỗng Diệp Huyên lắc đầu thở dài, ta vốn muốn vào học viện đạo nhất để được bảo vệ, không ngờ nơi này cũng chẳng an toàn được bao nhiêu. Một ông lão áo xám bên trái hắn mở miệng hỏi, làm sao ngươi có được món báu vật ấy? Diệp Huyên nhìn sang, tình cờ có được thôi, nhưng ta cũng không biết đây là món gì trên bảng treo thưởng tinh tế. Lão ta hỏi tiếp, rốt cuộc đó là gì? Diệp Huyên đáp sau một hồi do dự, một thứ màu đen tuyền, bên trong có gì ta cũng không biết. Ông lão áo xám nhìn hắn, ngươi đến từ thanh thương giới. Theo ta biết, liên minh hộ giới nơi ấy đã bị tàn sát hết sạch, thủ phạm dường như là một cô gái bí ẩn. Người này đến thanh thương giới hẳn là vì báu vật, vì sao nàng ta không cướp nó từ tay ngươi? Diệp Huyên cười khổ, nàng ta chỉ là một phân thân mà thôi. Lúc liều chết lưỡng bại câu thương cùng chủ thượng của liên minh hộ giới, nàng ta còn nói sẽ dùng chân thân đến tìm ra rồi mang thứ kia đi. Ông lão lại hỏi, người đến học viện đạo nhất là để tị nạn. Diệp Huyên gật đầu, bên ngoài đang có rất nhiều người đuổi giết ta, ta không dám đi lung tung, chỉ cầu một chốn an toàn mà thôi, nào ngờ nơi này. Hắn lấp lửng tại đó. Những người khác trong điện nhìn nhau. Đột nhiên, đại trưởng lão lên tiếng, chúng ta muốn xem nhẫn chứa vật của ngươi để đảm bảo không có món báu vật đó, không thành vấn đề chứ. Thấy họ nhìn sang, Diệp Huyên chần chừ ta có một ít bảo vật khác. Ông ta nhìn đại trưởng lão, cho dù có thật hay không thì chuyện hôm nay đã lan truyền khắp học viện. Nếu hắn gặp chuyện, người đời ắt sẽ cho rằng học viện đạo nhất ta giết người cướp của, danh tiếng mấy nghìn năm sẽ bị hủy trong chớp mắt. Người phụ nữ xinh đẹp cách đó không xa cũng đồng tình, Liễu Hoa Huynh nói chí phải. Hắn giờ đã là học viên của học viện đạo nhất, nếu gặp chuyện trong học viện thì danh tiếng của chúng ta ở tinh vực Vĩ Ương xem như tan thành mây khói. Ông lão áo xám, Liễu Hoa, gật đầu, không chỉ không thể để hắn gặp chuyện mà còn phải bảo vệ hắn kỹ càng, bởi vì e rằng những kẻ thèm khát báu vật sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngoài ra cũng phải điều tra kỹ cái chết của hai người Vương Thiên Nhai. Đại trưởng lão im lặng một hồi rồi nói, cho dù báu vật có ở trên người hắn hay không thì bản thân người này vẫn là rắc rối lớn. Những kẻ muốn cướp báu vật kia sẽ thi nhau đến học viện đạo nhất ta, khi đó. Hay là đuổi hắn đi, một người đàn ông trung niên đề nghị. Những người khác im lặng. Chương 718, ta cứ không thèm đấy. Phong cảnh bỗng lên tiếng, thiên phú của người này rất cao, nếu chúng ta chú trọng bồi dưỡng, ngày sau hắn sẽ trở thành siêu cường giả một phương. Nếu đuổi đi, không những hắn sẽ sinh lòng xa cách mà người đời cũng xem thường chúng ta. Đại trưởng lão trầm giọng nói, trước mắt, giữ lại không được, giết cũng không xong. Phong cảnh lại nói, chư vị thử nghĩ mà xem, người này có được báu vật như vậy chắc chắn là có mệnh may mắn. Hơn nữa, bản thân hắn có thiên phú cao, chiến lực rất mạnh. Học viện đạo nhất ta có người này cũng không phải việc xấu. Nếu báu vật ấy vẫn còn ở trên người hắn, hắn lại ở học viện chúng ta, theo góc độ nào đó thì báu vật cũng là của chúng ta, không phải sao? Những người khác nhìn nhau, cảm giác rất có lý. Phong cảnh tiếp lời, ta cảm thấy việc cần gấp bây giờ là tìm ra hung thủ sát hại hai người Vương Phó Viện trưởng. Đối phương dám ra tay trong học viện đạo nhất, lại còn thần không biết quỷ không hay thế này, khác gì đang khiêu khích chúng ta. Liễu Hoa gật đầu phụ họa, nhất định phải điều tra kỹ càng việc có kẻ giết người trong ngục tối của học viện đạo nhất,
bằng không nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta há chẳng phải sẽ thành trò cười của người khác sao? Đại trưởng lão bỗng xen vào, ta sẽ phái người điều tra việc này. Về phần Diệp Huyên, thiên phú hắn rất cao, cho vào nội viện đi. Trực tiếp vào luôn, người phụ nữ hỏi lại. Đương nhiên. Người phụ nữ cân nhắc một hồi rồi gật đầu, cũng phải, thiên phú của hắn quả thật có thể vào nội viện. Nói rồi bà ta quay sang Phong Cảnh, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Được. Phong Cảnh gật đầu rồi lui ra ngoài. Những người khác cũng dần tan đi, chỉ còn lại đại trưởng lão trong điện. Ông ta dõi mắt nhìn ra ngoài điện, sắc mặt lạnh như băng giá, không biết đang nghĩ gì. Trong vườn bách quả, Phong Cảnh tìm thấy Diệp Huyên, cười nói, chuẩn bị theo ta đi nội viện đi. Diệp Huyên ngớ người, ta có thể vào nội viện ư? Phong Cảnh gật đầu, lời từ miệng đại trưởng lão ra, không giả được. Đại trưởng lão à? Diệp Huyên nghe thế thì ồ một tiếng, không biết đang nghĩ gì. Phong Cảnh cười, sau khi vào nội viện, cậu có thể vào tu luyện trong tháp tử hỏa, tốc độ sẽ tăng lên gấp nhiều lần, lại còn có cơ hội có được tử hỏa tinh. Thứ này rất có ích, về sau cậu sẽ biết, chuẩn bị nhanh đi. Diệp Huyên gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng sau khi xoay lưng lại rồi, sắc mặt hắn trầm hẳn xuống. Trực giác nói cho hắn biết đại trưởng lão không chỉ đơn giản để hắn vào nội viện mà đang muốn giữ chân hắn lại tại học viện đạo nhất. Hắn dám khẳng định hai người Vương Thiên Nhai chết vào tay người của học viện đạo nhất. Khi họ bước ra khỏi khu rừng, một làn sóng nhiệt ầm ầm ập đến. Diệp Huyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một sơn cốc khổng lồ trước mặt, chính giữa là một ngọn tháp cao sừng sững mấy chục trượng đang bốc cháy hừng hực. Phong Cảnh mỉm cười giới thiệu, đây là tháp tử hỏa. Rất nhiều thiên tài yêu nghiệt muốn gia nhập học viện đạo nhất ta là vì ngọn tháp này. Tu luyện bên trong nó không chỉ có công hiệu gấp mấy lần mà còn tử hỏa tinh trong đó còn có thể tôi luyện thân xác, cường hóa xương cốt và kinh mạch. Chương 719, đánh nhau. Cô gái thần bí ở lầu 4 không nói gì thêm. Diệp Huyên cũng không nói nữa, dù sao bây giờ chỉ cần hắn không sử dụng tháp giới ngục. Tháp giới ngục này sẽ vô cùng ổn định. Xem ai nôn nóng trước. Lúc này, Phong Cảnh đột nhiên nói, đi đến điện tiếp đón điểm danh đi. Diệp Huyên gật đầu, như nhớ đến điều gì, hắn nhìn Phong Cảnh, Phong tiền bối không đi cùng ta sao? Phong Cảnh cười nói, ta chỉ có thể đưa đến nơi này thôi. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, Phong tiền bối, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất ở cách đó không xa. Phong Cảnh ở phía sau khẽ mỉm cười, thật ra những trưởng lão ngoại viện như bọn họ cũng muốn tạo mối quan hệ với những thiên tài này, vì tương lai của những người này đều tiền đồ vô lượng, nếu tạo mối quan hệ được với một vài thiên tài, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích. Đương nhiên, người bình thường bọn họ cũng chướng mắt. Một lát sau, Phong Cảnh xoay người rời đi, bây giờ ông ta đã chôn xuống một hạt giống rồi, còn sau này Diệp Huyên có thể phát triển đến mức nào? Có nhớ chút ơn huệ này không, thì cũng là chuyện sau đó. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới điện tiếp đón, có một thanh niên ngồi trong điện, chàng thanh niên gác hai chân lên bàn, trong miệng ngậm một cây bút dài, đang ngâm nga một bài hát không biết tên. Diệp Huyên đi tới trước mặt chàng thanh niên ngẩng đầu nhìn hắn, mới đến à? Diệp Huyên gật đầu, chàng thanh niên nhẹ giọng nói, biết quy tắc không? Diệp Huyên lắc đầu. Chàng thanh niên duỗi tay phải ra, 3.000 viên tử nguyên tinh. Diệp Huyên lắc đầu, không có. Chàng thanh niên híp hai mắt lại, qua hai chiêu. Diệp Huyên gật đầu, được. Chàng thanh niên chống hai tay xuống bàn, cùng lúc đó, chân phải của hắn ta vung ngang muốn đá vào đầu Diệp Huyên, cái chân này vung tới, không gian không ngừng rung lên, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên theo bản năng dùng tay trái chặn lại. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyên lùi lại mấy chục trượng. Mạnh quá! Đây là cảm giác của Diệp Huyên vào lúc này, cuối cùng hắn cũng tin lời Phong Cảnh rồi. Nơi này, thật sự không có một ai yếu cả. Cách đó không xa, chàng thanh niên vỗ tay một cái, hắn ta nhìn Diệp Huyên, yếu thế. Đừng nói là ngươi mượn quan hệ vào đây nhé. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn.
Thấy thế, chàng thanh niên lập tức hứng thú, hóa ra là kiếm tu. Nào, ra hai chiêu kiếm cho ta xem. Diệp Huyên nâng kiếm tung người nhảy một cái, chém xuống một kiếm. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên ra kiếm, chàng thanh niên lập tức híp mắt lại, ánh mắt hơi nghiêm túc, một giây sau, tay phải của hắn ta đột nhiên vung ra một quyền đánh lên trên, quyền ra, một thú ảnh hư ảo ngưng tụ. Ầm. Theo tiếng nổ vang lên, hai người lùi nhanh lại. Hai người nhanh chóng dừng lại, chàng thanh niên nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay hắn ta có một vết kiếm rất sâu, suýt nữa đã nứt cả bàn tay. Chàng thanh niên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, kiếm tiên. Diệp Huyên gật đầu. Chàng thanh niên quan sát Diệp Huyên một hồi, hắn ta búng tay một cái, một lệnh bài bay đến trước mặt hắn. Trên lệnh bài có một chữ nội nho nhỏ. Tín vật của học sinh nội viện. Chàng thanh niên lắc đầu, xui quá, không ăn được gì cả. Nói xong, hắn ta quay lại chỗ cũ. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, muốn tử nguyên tinh à. Chàng thanh niên nhìn Diệp Huyên, sao, ngươi muốn cho ta? Diệp Huyên cười nói, ngươi kiếm như thế có thể kiếm được bao nhiêu, còn không đủ nhét kẽ răng nữa. Chàng thanh niên hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên kiếm như thế nào? Diệp Huyên cười khẽ, cướp. Chàng thanh niên hơi sửng sốt, cướp, cướp ai? Diệp Huyên nhún vai, phải xem ngươi có dám hay không đã. Chàng thanh niên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cướp người nội viện. Diệp Huyên gật đầu. Chàng thanh niên lại lắc đầu, ngươi là đang nói chuyện viển vông à, trong này không có một ai là đơn giản hết. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, nếu mời ngươi đánh nhau giúp, đánh một lần mất bao nhiêu tiền. Chàng thanh niên nhìn Diệp Huyên, với cấp bậc của ta, một lần ít nhất phải 10.000 viên tử nguyên tinh. Nói xong, dường như hắn nhớ đến điều gì, lại hỏi, ngươi còn quen biết ai nữa không? Tiêu Qua khẽ nhíu mày, ngươi còn cần người. Diệp Huyên gật đầu, nếu bọn họ đồng ý thì gọi đến đi. Tiêu Qua nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên đáp, đánh nhau, còn những chuyện khác thì đừng hỏi nhiều. Đánh nhau một lần 10.000 viên tử nguyên tinh, chỉ đơn giản như thế thôi. Tiêu Qua nhìn Diệp Huyên, đợi một lát. Chương 720, là hắn cầu xin ta ra tay. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Lúc Tiêu Qua rời đi không bao lâu, một cô gái và một người đàn ông đi tới điện tiếp đón. Diệp Huyên biết hai người này, chính là Bạch Linh và Tiêu Tiềm từng tìm đến hắn khi còn ở ngoại viện. Bạch Linh nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nâng kiếm chém về phía trước, một tia kiếm quang sáng rực chém mạnh xuống. Sắc mặt hai người Bạch Linh thay đổi, hai người cũng không ngờ Diệp Huyên sẽ trực tiếp ra tay, dù bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng Bạch Linh phản ứng rất nhanh, cũng không biết nàng ta ra tay như thế nào. Chỉ thấy một cái roi dài màu đen quất thẳng lên thân kiếm của Diệp Huyên. Ầm. Sau một âm thanh trầm đục, Bạch Linh liên tục lùi về sau, lùi thẳng ra ngoài điện, mà nàng ta vừa mới dừng lại, một thanh phi kiếm đã bay tới trước mặt, lúc này, một thanh trường đao đột nhiên bổ lên phi kiếm. Ầm. Thanh phi kiếm lập tức bị chém bay. Người đàn ông tên Tiêu Tiềm đứng trước mặt Bạch Linh. Lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người cảm thấy mình rất giỏi đánh nhau. Ngươi! Nói đến đây, sắc mặt gã đột nhiên thay đổi, vì Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên xông tới trước mặt gã, sau đó, một tia kiếm quang chém xuống đầu gã. Tiêu Tiềm thầm hoảng hốt, Diệp Huyên ra tay không chút báo trước, gã không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nâng đao chặn lại theo bản năng. Oanh! Diệp Huyên chém xuống một kiếm, Tiêu Tiềm lập tức bay ra ngoài. Hai thanh phi kiếm lóe lên trong không trung. Tiêu Tiềm híp mắt lại, gã cắn răng một cái, hai tay cầm trường đao chém tới, một đao khiến không gian rung động, cực kỳ bá đạo. Ầm. Hai thanh phi kiếm bị chém bay, nhưng Tiêu Tiềm cũng lùi lại mấy chục trượng, gã vừa mới dừng lại, máu tươi đã chảy ra từ khóe miệng. Lúc này, sắc mặt Tiêu Tiềm và Bạch Linh đều cực kỳ nghiêm túc. Thực lực của Diệp Huyên có hơi khác với tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, đã có 7-8 người tập trung xung quanh, đều là người trẻ tuổi, rõ ràng những người này đều là học sinh nội viện. Rất nhiều người đều đang tò mò quan sát Diệp Huyên,
vì Diệp Huyên trông quá lạ mặt. Diệp Huyên đi về phía hai người, trên mặt mang theo nụ cười, đừng nói là hai người muốn liên thủ đánh một mình ta đấy. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía hai người Bạch Linh, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên hơi khó coi. Diệp Huyên ngạc nhiên nói, hai người thật sự muốn hai đánh một à? Tiêu Tiềm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cười khẩy, đánh ngươi cũng cần hai đánh một sao? Diệp Huyên cười nói, khí phách đấy, ta thích. Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, lúc xuất hiện một lần nữa đã ở ngay trước mặt Tiêu Tiềm, một giây sau, Tiêu Tiềm nhìn thấy một tia kiếm quang. Chiêu kiếm này rất đơn giản, rất trực tiếp. Tiêu Tiềm không né tránh mà chọn cứng đối cứng, gã dậm chân phải một cái, mặt đất ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, gã cầm đao bằng hai tay chém lên trên một cái. Ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc ầm ầm vang vọng xung quanh, ngay sau đó, Tiêu Tiềm liên tục lùi lại trong ánh mắt của mọi người, cùng lúc đó, trong miệng gã không ngừng phun ra máu tươi. Thấy cảnh này, những học viên xung quanh đều nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Cách đó không xa, sau khi dừng lại, Tiêu Tiềm lau máu tươi trên khóe miệng, đang muốn nói chuyện, một thanh phi kiếm đã chĩa vào giữa lông mày của gã. Thuấn không nhất kiếm. Bây giờ hắn đã sử dụng thuấn không nhất kiếm đến mức độ xuất thần nhập hóa rồi. Khi thanh kiếm của Diệp Huyên chĩa vào giữa lông mày Tiêu Tiềm, xung quanh trở nên yên tĩnh. Tiêu Tiềm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì, cũng không hề sợ hãi. Diệp Huyên đi tới trước mặt Tiêu Tiềm, như nhớ đến điều gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn một người đàn ông cách đó không xa, cười hỏi, ở nơi này có thể giết người không? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, có thể, nhưng phải trả giá rất đắt, nhẹ thì phạt nặng, nặng thì đuổi khỏi học viện. Đuổi khỏi học viện. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm. Phụt. Trong ánh nhìn của mọi người, tay phải của Tiêu Tiềm bay thẳng ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Thấy thế, mọi người đều sửng sốt. Thật sự ra tay ư? Diệp Huyên trước mặt Tiêu Tiềm nhìn một vòng xung quanh, hơi vô tội nói, trời đất chứng giám, là hắn cầu xin ta ra tay đấy. Chương 721, người kiêu ngạo thật đấy. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên, dù bình thường nội viện có tranh đấu, nhưng đều sẽ có chừng có mực. Hiếm khi đánh nhau đến mức này. Tiêu Tiềm ở trước mặt Diệp Huyên cũng sửng sốt. Gã không ngờ Diệp Huyên này thật sự dám ra tay, gã cố nén cảm giác đau nhức truyền đến từ trên cánh tay, nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên chĩa kiếm vào giữa lông mày của gã, 200.000 tử nguyên tinh, đưa hay là không? Dứt lời, hắn hơi di chuyển tay phải về phía trước, kiếm đâm vào khoảng một tấc, trên mặt Tiêu Tiềm lập tức máu tươi đầm đìa. Sắp giết người rồi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người biết chuyện này không đơn giản chút nào, chắc chắn không phải đánh nhau bình thường. Vẻ mặt Tiêu Tiềm trở nên dữ tợn, ông đây không đưa đấy, người có gan thì giết ông đi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đâm kiếm về phía trước, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Tiềm lập tức thay đổi, gã không ngờ Diệp Huyên thật sự dám giết mình. Mà vào thời khắc mấu chốt này, Tiêu Tiềm đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã cách đó 10 trượng, còn có một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh gã. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, những học viên xung quanh sửng sốt, một giây sau, bọn họ xoay người bỏ chạy. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, người mới đến à? Diệp Huyên gật đầu, mới đến. Người đàn ông trung niên chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, người kiêu ngạo thật đấy. Diệp Huyên suy nghĩ một lát. Sau đó nói, tiền bối định không hỏi lý do sao. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ta chỉ nhìn thấy người đánh người, còn muốn giết người nữa, như thế là đủ rồi. Diệp Huyên cười cười, sau đó nói, vậy xem ra không cần phải nói thêm gì nữa. Dứt lời, một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện ở giữa lông mày của Tiêu Tiềm, nhưng kiếm còn chưa chạm vào làn da của gã đã bị hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay này là của người đàn ông trung niên. Nhìn thanh kiếm trước mắt, đầu óc Tiêu Tiềm trống rỗng, Diệp Huyên này bị điên rồi sao? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên trở nên lạnh lẽo, ông ta không ngờ Diệp Huyên vẫn dám ra tay trước mặt mình. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên,
Một giây sau, ông ta nhẹ nhàng vung tay phải về phía Diệp Huyên, động tác rất nhẹ, nhưng theo ông ta vỗ nhẹ một cái, vùng không gian trước mắt Diệp Huyên chợt dao động như sóng chiều. Diệp Huyên ở đối diện người đàn ông trung niên cũng giật mình, người đàn ông trung niên này chắc chắn không phải phá không cảnh bình thường. Hắn không dám khinh thường, bước về phía trước một bước, vô số đại địa chi lực tập trung trên người hắn, một thanh kiếm ngưng tụ trên tay hắn, một giây sau, hắn chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Xoẹt. Một kiếm này chém xuống, không gian trước mặt hắn trực tiếp nứt ra, mà thanh kiếm lại không thể chém đến cùng, vì sức mạnh ẩn chứa trong không gian trước mặt hắn quá mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyên quát lên một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm chém một nhát đến cùng, nguồn sức mạnh trước mặt hắn lập tức vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trung niên ở phía xa híp mắt lại, kiếm tiên. Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía người đàn ông trung niên, vẻ mặt dữ tợn, vô số đại địa chi lực không ngừng tập trung lại dưới chân hắn. Nhìn thấy Diệp Huyên còn muốn ra tay, người đàn ông trung niên cười khẽ thú vị đấy. Dứt lời, ông ta vươn tay phải, lòng bàn tay đưa ra ngoài, một sức mạnh to lớn lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay. Lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên đánh ra một chưởng, một sức mạnh tựa như núi lửa bùng nổ phát ra từ trong lòng bàn tay. Sức mạnh đó lan ra, theo sự xuất hiện của nó, không gian xung quanh ông ta và Diệp Huyên cũng trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên chém một kiếm xuống, người bị chấn động đến mức bay thẳng ra ngoài, bay xa chừng mười mấy trượng, hắn vừa chạm đất, mặt đất dưới chân đã lập tức nứt toác. Rất mạnh. Tạm thời đánh không lại. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cất kiếm đi, xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy Diệp Huyên chạy, người đàn ông trung niên lập tức ngây người, cứ thế chạy luôn à. Nhìn Diệp Huyên đã biến mất ở phía xa, người đàn ông trung niên lắc đầu, không có đuổi theo, ông ta xoay người nhìn Tiêu Tiềm, Tiêu Tiềm vội hành lễ, bái kiến nguyên sư. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, người này không đơn giản, sát khí còn rất nặng, sau này nếu gặp phải thì cố đừng đối đầu chính diện. Chương 722, Bốn Yêu Nghiệt. Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi. Hai người Tiêu Tiềm đứng đó, sắc mặt có hơi khó coi. Lúc này, Bạch Linh nặng nề nói, người này khó đối phó, chúng ta vẫn nên đợi Nam Sơn bế quan xong đã. Tiêu Tiềm im lặng một lát, sau đó gật đầu. Nhưng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người Tiêu Tiềm thay đổi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, đang định ra tay, mà lúc này, nguyên sư vừa biến mất trước đó lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên một lần nữa. Nguyên sư lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, muốn giết người thế sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, sao ông không hỏi là ai gây chuyện với ai trước? Nguyên sư nói, ngươi chặt đứt một tay của hắn, còn chưa đủ à? Diệp Huyên cười đáp, sao có thể đủ được? Nói thật, ta đánh không lại ông, dù thế ông có thể bảo vệ được hắn nhất thời, nhưng có thể bảo vệ được hắn cả đời không? Nói đến đây, vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn. Cầm kiếm chỉ vào Tiêu Tiềm ở cách đó không xa, không cho ta 200.000 tử nguyên tinh, cái mạng này của hắn, có thần xuống cũng không giữ được. Nguyên sư híp mắt lại, người trẻ tuổi làm việc không biết tiến lùi, kết cục đều sẽ cực kỳ thê thảm, có biết không? Diệp Huyên nhếch miệng cười, hắn chỉ kiếm vào Tiêu Tiềm cách đó không xa, ta để lại một câu ở đây, sáng ngày mai nếu không có 200.000 tử nguyên tinh, đầu của ngươi chắc chắn sẽ rơi xuống, lão tử nói được làm được. Nói xong, hắn nhìn về phía nguyên sư, các hạ cũng đừng uy hiếp ta, Diệp Huyên ta, 14 tuổi đạt đến ngự pháp cảnh chân chính, 16 tuổi trở thành kiếm tiên, ta chưa từng sợ ai đâu. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ba người nguyên sư đều sửng sốt. 14 tuổi đạt đến ngự pháp cảnh chân chính, 16 tuổi trở thành kiếm tiên. Cái trước còn đỡ, cái sau thì có hơi đáng sợ rồi. Kiếm tiên 16 tuổi không phải đáng sợ nữa, mà là cực kỳ đáng sợ. Nguyên sư xa sầm mặt, đây là tên điên gì vậy? Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Thiên tài yêu nghiệt thế này, dù là ông ta cũng không dám tùy tiện làm bậy.
vì chỉ cần không cẩn thận trở thành kẻ thù thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn. Hơn nữa chắc chắn sau lưng những người thế này đều có thế lực lớn, nếu giết chết đối phương, thế lực đứng sau đối phương có thể không dám trả thù học viện đạo nhất, nhưng chắc chắn dám trả thù ông ta. Quan trọng nhất là một vị kiếm tiên 16 tuổi chắc chắn sẽ được học viện đạo nhất chú trọng bồi dưỡng, trừ khi là viện trưởng, nếu không, bất kỳ ai cũng không dám tùy tiện nhằm vào. Sắc mặt hai người Tiêu Tiềm cũng hơi khó coi, đặc biệt là Tiêu Tiềm, gã không ngờ Diệp Huyên lại điên cuồng đến thế. Đây là một tên điên sao? Lúc này, Bạch Linh ở bên cạnh nói, đi về trước, sau đó thông báo với Nam Sơn. Tiêu Tiềm gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Học sinh nội viện đều có trạch viện riêng của mình, Diệp Huyên cũng có, nhưng nó rất đơn sơ, chỉ là một căn nhà gỗ, mà hai bên trạch viện của hắn còn có ba căn nhà gỗ nữa, rõ ràng đều là của học sinh nội viện. Sau khi Diệp Huyên về đến nhà gỗ của mình, Tiêu Qua đột nhiên đến đây, còn dẫn theo hai người đàn ông. Trong nhà, Tiêu Qua nhìn Diệp Huyên, huynh đệ, ngươi nói thật đi, đừng nói ngươi muốn chúng ta đi đánh nhau với Nguyên Sư cùng ngươi nhé. Nguyên Sư. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, người đàn ông trung niên giao thủ với ta khi nãy à? Tiêu Qua gật đầu, là ông ấy. Diệp Huyên cười nói, yên tâm, ta không cần các ngươi đi đánh nhau với Nguyên Sư giúp ta. Những người này đi theo Nam Sơn, thật ra là vì lợi ích. Lúc này, Tiêu Qua đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn giết chết Tiêu Tiềm à? Diệp Huyên cười khẽ, ngươi đoán xem. Tiêu Qua trầm giọng nói, ngươi thật sự không sợ lớn chuyện sao? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, làm lớn chuyện, bây giờ hắn không sợ nhất chính là làm lớn chuyện. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên bước vào phòng. Người đàn ông đi tới bên cạnh Tiêu Qua nói mấy câu, Tiêu Qua xa sầm mặt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, tên người xuất hiện trên bảng tên đỏ, có người muốn xử lý ngươi. Chương 723, ta cũng bằng lòng đi theo Diệp Huynh. Bảng tên đỏ. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi, đó là gì? Tiêu Qua giải thích với giọng điệu nặng nề, đây là một bảng của nội viện chúng ta, được lưu truyền từ rất lâu trước kia. Tên của ai lên bảng cũng có nghĩa là giết người này, sẽ có thể nhận được thù lao. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyên, tiền truy nã ngươi là 100.000 viên tử nguyên tinh. 100.000, nghe vậy, Diệp Huyên giận tím mặt, mẹ nó, ta chỉ trị giá 100.000 tử nguyên tinh thôi à? Có nhầm không vậy? Mấy người Tiêu Qua. Lúc này, Diệp Huyên chợt hỏi, bên trên cho phép bảng tên đỏ này tồn tại à? Tiêu Qua lắc đầu, bảng tên đỏ này chỉ tồn tại trong các học viên chúng ta, còn là vô hình, cũng không có ai tổ chức, chỉ cần người trên bảng tên đỏ chết, khoản tiền thưởng đó sẽ tự động rơi vào tay ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vì sao? Tiêu Quân cười nói, vì học viên nội viện mỗi một giới đều sẽ có một vị công chứng bảng tên đỏ, nếu ngươi muốn cho ai lên bảng thì phải đi tìm người công chứng này, vì thế, nếu người ngươi muốn giết chết, người công chứng này sẽ tự động đưa tiền thù lao cho đối phương. Diệp Huyên hỏi, người công chứng là ai? Tiêu Qua trầm giọng nói, không biết, một người rất thần bí, không ai biết là ai cả. Nghe vậy, Diệp Huyên xa sầm mặt. Ai muốn mình chết? Hắn lập tức nghĩ đến Nam Sơn. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, dù sao đối phương cũng là một yêu nghiệt siêu cấp, muốn giết mình, có lẽ sẽ không chơi trò này. Mà nếu không phải đối phương thì là ai đây? Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Tiêu Qua nhìn hắn, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, trầm giọng nói, thật sự có người đến giết ta à? Tiêu Qua cười khổ, 100.000 viên tử nguyên tinh có thể tu luyện ở tháp tử hỏa một tháng. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người động lòng. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn ra ngoài, lúc này, sắc trời đã tối. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Tiêu Huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện úp mở, ta ở nội viện này, có lẽ sẽ còn gặp rất nhiều chuyện phiền phức, nói một cách đơn giản là có thể ngày ngày đều phải đánh nhau. Tiêu Qua im lặng. Từ khi biết Diệp Huyên đến bây giờ, hắn ta đã mơ hồ có cảm giác gì đó rồi, hắn ta biết đi theo Diệp Huyên kiếm tiền chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Đúng lúc này, một người đàn ông bên cạnh Tiêu Qua đột nhiên bước lên,
y nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta đi theo ngươi. Đương nhiên, đánh một lần 10.000 tử nguyên tinh, yêu cầu duy nhất là không đánh đạo sư. Rõ ràng y có biết chuyện Diệp Huyên đánh nhau với nguyên sư. Bọn họ dám đánh nhau với những người khác trong nội viện, nhưng không dám đánh nhau với các đạo sư, vì như thế có khả năng sẽ bị đuổi khỏi học viện. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười hỏi, ngươi tên gì? Người đàn ông chắp tay với Diệp Huyên, Lý Xuyên. Diệp Huyên cười khẽ, được. Nói xong, hắn búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên, vừa đúng 10.000 viên tử nguyên tinh. Lúc này, một người đàn ông khác cũng đứng lên, Diệp Huynh, tại hạ Cát Thu cũng bằng lòng đi theo Diệp Huynh. Diệp Huyên cũng đưa cho Cát Thu 10.000 viên tử nguyên tinh, sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Qua, Tiêu Huynh, ngươi thì sao? Tiêu Qua nhìn Diệp Huyên, cười khổ, ta cũng đã nhận tiền của ngươi rồi, còn có sự lựa chọn nào khác sao? Nói đến đây, hắn ta im lặng một lát rồi hỏi, không biết ngươi có tính toán gì về ngày tháng sau này chưa? Diệp Huyên cười nói, tranh đoạt chỗ tu luyện trong tháp tử hỏa. Nghe vậy, sắc mặt ba người Diệp Huyên thay đổi, một lát sau, Tiêu Qua nghiêm túc nói, ta cũng bằng lòng đi theo Diệp Huynh. Muốn tranh đoạt chỗ tu luyện thì phải có thực lực mạnh mẽ, hoặc là phải có một người dẫn đầu vô cùng mạnh mẽ. Mà Diệp Huyên vừa khéo thích hợp. Nói thẳng ra là bây giờ bọn họ không chỉ đánh nhau giúp Diệp Huyên nữa, mà là vì lợi ích mọi người muốn giống nhau. Có cùng mưu cầu lợi ích. Nửa canh giờ sau, mấy người Tiêu Qua rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Huyên. Phải biết rằng lúc trước, nàng ta và Tiêu Tiềm liên thủ cũng không thể đánh thắng Diệp Huyên. Nếu lúc đầu nàng ta khinh thường Diệp Huyên, thì bây giờ, nàng ta lại kiêng dè hắn, vô cùng kiêng dè. Tần Phong lạnh lùng nhìn Bạch Linh, nếu chút chuyện nhỏ như thế cũng cần Nam Sơn huynh tự mình ra tay thì còn cần mấy người chúng ta làm gì. Hơn nữa, Diệp Huyên kia vừa mới vào nội viện đã chém đứt một cánh tay của Tiêu Tiềm, là đang vả vào mặt mấy người chúng ta. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta nên chủ động đi tìm hắn, rửa đi nỗi nhục trước đây. Bạch Linh đang muốn lên tiếng, đúng lúc này, dường như nàng ta cảm giác được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiềm vẫn luôn im lặng ở cách đó không xa, Tiêu Tiềm đứng im ở đó. Chương 724, là hắn làm. Đúng lúc này, Bạch Linh chợt run rẩy nói, là hắn làm. Diệp Huyên. Mọi người nhanh chóng nghĩ đến Diệp Huyên. Không thể nào, Tần Phong ở bên cạnh giận dữ nói, sao hắn có thể im hơi lặng tiếng giết chết Tiêu Tiềm ngay trước mặt chúng ta được. Tuyệt đối không có khả năng. Bạch Linh nhìn chằm chằm đầu của Tiêu Tiềm ở dưới đất, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt mọi người. Người đến chính là Nguyên Sư. Lúc nhìn thấy thi thể Tiêu Tiềm ở dưới đất, sắc mặt Nguyên Sư lập tức trở nên lạnh lẽo, là hắn làm sao? Không đợi mọi người trả lời, ông ta đã biến mất. Mà mấy người Bạch Linh cũng vội đi theo. Mấy người Nguyên Sư nhanh chóng đi tới nhà gỗ của Diệp Huyên, Nguyên Sư vung tay phải lên, cửa nhà gỗ lập tức mở ra, mà lúc này, Diệp Huyên đi ra từ bên trong. Khi thấy mấy người Nguyên Sư, Diệp Huyên làm như rất ngạc nhiên, sau đó, hắn cười hỏi, hôm nay là ngọn gió nào thổi các vị đến chỗ ta thế? Nguyên sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có phải là ngươi làm không? Diệp Huyên cau mày, hơi khó hiểu, cái gì mà có phải ta làm không? Nguyên sư lạnh lùng nói, Tiêu Tiềm chết rồi. Chết rồi. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, hắn tự sát à? Diệp Huyên. Lúc này, Bạch Linh ở cách đó không xa đột nhiên tức giận chỉ vào hắn, có phải là ngươi làm không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được. Bạch Linh gằn giọng, nếu không phải ngươi thì ai vào đây? Chính là ngươi làm. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, cô nói là ta làm, vậy cô có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì mời cô câm miệng, nếu không câm miệng thì đấu tay đôi đi. Ngươi! Bạch Linh giận xanh cả mặt. Diệp Huyên không quan tâm đến Bạch Linh, nhìn về phía Nguyên sư, ông có chứng cứ là ta làm không? Nguyên sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, Nguyên sư,
thật ra những chuyện lộn xộn này là chuyện giữa ta và bọn họ, ông đừng nhúng tay vào. Nguyên sư cười khẩy, ta thân là thầy dạy võ của nội viện, chuyện này là việc ta phải làm, ngươi bảo ta. Diệp Huyên lắc đầu, ngắt lời Nguyên sư, nếu Nguyên sư muốn nhúng tay vào thì cứ việc. Nguyên sư chậm rãi siết chặt tay phải, sắc mặt hơi u ám, Diệp Huyên, ngươi nghĩ học viện đạo nhất ta là gì? Ngươi muốn giết người thì giết người sao, ngươi? Diệp Huyên lại ngắt lời Nguyên sư một lần nữa, Nguyên sư, ông nói ta giết người, vậy ông có chứng cứ không? Sắc mặt Nguyên sư hơi khó coi, vì ông ta thật sự không có chứng cứ. Lúc này, Diệp Huyên lại nhìn về phía đám người Bạch Linh, các ngươi nói ta giết người, vậy các ngươi có tận mắt thấy ta giết người không? Hay các ngươi chỉ suy đoán là ta giết người thôi? Sắc mặt của mấy người Bạch Linh hơi khó coi, vì bọn họ đều không biết vì sao Tiêu Tiềm lại chết. Cái chết của Tiêu Tiềm quá kỳ lạ. Ngoài Bạch Linh, một vài người còn lại cũng không tin là Diệp Huyên làm. Tiêu Tiềm thật sự không đánh thắng được Diệp Huyên, nhưng cũng không thể không có chút năng lực đánh trả nào được, hơn nữa còn là ở trước mặt bọn họ nữa. Nguyên sư nhìn chằm chằm Tiêu Qua, ngươi chắc chứ? Tiêu Qua gật đầu, chắc chắn. Nguyên sư còn muốn hỏi gì đó, Diệp Huyên đột nhiên nói, thật ra ta cảm thấy có thể là Tiêu Tiềm cảm thấy thẹn với lương tâm, cho nên tự sát rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Linh ở cách đó không xa, ngươi có thẹn với lương tâm không? Nghe vậy, sắc mặt Bạch Linh lập tức thay đổi, ngươi có ý gì? Diệp Huyên nhếch miệng cười, thật ra nếu các vị tiếp xúc với ta, các vị sẽ phát hiện ta là một người rất dễ tính, đương nhiên nếu có người muốn bắt nạt ta, chắc chắn ta sẽ không để kẻ đó chết tử tế. À thanh minh một chút, Tiêu Tiềm không phải ta giết, thật đấy, ta xin lấy nhân phẩm của mình và nhân phẩm của huynh đệ tốt Mạc Vân Khởi ra bảo đảm, hắn thật sự không phải ta giết. Chương 725, đánh hội đồng thì sao? Trước nhà gỗ, Bạch Linh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nàng ta biết chắc chắn là Diệp Huyên làm. Nhưng nàng ta không biết vì sao Diệp Huyên có thể im hơi lặng tiếng giết chết Tiêu Tiềm. Thủ đoạn này quá quỷ dị. Lúc này Nguyên sư cũng vô cùng nghi hoặc, Diệp Huyên này đã giết chết Tiêu Tiềm trước mặt mọi người như thế nào? Phải biết rằng dù Tiêu Tiềm bị gãy một cánh tay, nhưng cũng là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, hơn nữa xung quanh còn có mấy người Bạch Linh. Thần bí. Nguyên sư nhìn Diệp Huyên, chuyện này ta sẽ giao cho học viện xử lý. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Cuối cùng, ông ta vẫn quyết định không nhúng tay vào. Trước đó sở dĩ nhúng ta vào là vì Diệp Huyên quá kiêu ngạo, ông ta muốn Diệp Huyên bớt kiêu ngạo đi. Mà bây giờ, ông ta phát hiện Diệp Huyên thật sự quá thần bí, còn nhúng tay vào, có lẽ sẽ liên lụy đến chính mình. Bối cảnh của những học sinh đến học viện đạo nhất này đều không đơn giản. Nhìn thấy Nguyên sư muốn đi, sắc mặt Bạch Linh thay đổi, Nguyên sư. Nhưng Nguyên sư không hề để tâm, cứ thế biến mất ở chỗ cách đó không xa. Trước nhà gỗ, Tần Phong bên cạnh Bạch Linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, lạnh lùng nói, Diệp Huyên, loại người phách lối như ngươi không sống được lâu đâu, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên chỉ vào Tần Phong, qua đây đánh ta đi. Nghe vậy, sắc mặt Tần Phong lập tức trở nên khó coi, hắn ta đang muốn ra tay, thì Bạch Linh ở bên cạnh lại ngăn cản. Bạch Linh nặng nề nói, đợi Nam Sơn xuất quan đã. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, này này, cô chặn hắn làm gì, đừng cản hắn, để hắn lên đi. Diệp Huyên. Tần Phong tức giận nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt dữ tợn, một hơi thở mạnh mẽ phát ra từ trong người hắn, đánh thẳng về phía Diệp Huyên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xông về phía trước, sau đó, một tia kiếm quang hung ác chém thẳng xuống từ trên đầu Tần Phong. Hơi thở Tần Phong thả ra ngoài lập tức bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém tan, sau đó, Tần Phong liên tục lùi về sau. Diệp Huyên còn muốn ra tay nữa, mà đám người Bạch Linh ở bên cạnh đột nhiên đồng loạt ra tay. Diệp Huyên lùi lại mấy trượng. Bạch Linh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cho rằng ngươi có thể một đánh mười à? Diệp Huyên cười nói, ngươi nói thế là muốn đánh hội đồng à? Bạch Linh lạnh lùng nói, đánh hội đồng thì sao? Đấu tay đôi.
Nàng ta biết ở đây hoàn toàn không có ai có thể đấu tay đôi thắng được Diệp Huyên cả. Diệp Huyên cười khẽ, hay cho câu đánh hội đồng thì sao? Dứt lời, bốn người xuất hiện sau lưng hắn, bốn người này chính là mấy người Tiêu Qua. Nhìn thấy mấy người Tiêu Qua, sắc mặt Bạch Linh thay đổi, đang muốn nói chuyện, đúng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xông lên, chém một tia kiếm quang về phía Bạch Linh. Mà mấy người Tiêu Qua cũng lập tức ra tay. Nhìn thấy thế, hai mắt Bạch Linh híp lại, đang muốn ra tay, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Ầm. Hai bên bị luồng hơi thở này làm tách nhau ra. Mấy người Diệp Huyên dừng lại, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người này chính là đại trưởng lão. Nhìn thấy đại trưởng lão, mấy người Bạch Linh vội cúi chào, bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, cậu đi theo ta. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Tiêu Qua bên cạnh Diệp Huyên nặng nề nói, Diệp Huynh. Diệp Huyên cười, không sao đâu. Dứt lời, hắn bèn đi theo. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đi theo đại trưởng lão đến một điện, trong điện còn có mấy người, nguyên sư cũng ở đây. Mọi người nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt khá khó coi. Sau khi Diệp Huyên này đi tới học viện đạo nhất thì gây ra quá nhiều chuyện. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, cậu không thể yên tĩnh một chút à? Diệp Huyên hơi uất ức, ta cũng đâu có muốn gây chuyện. Ngươi còn bảo mình không muốn gây chuyện. Nguyên sư ở cách đó không xa lạnh lùng nói, sau khi đến nội viện đã giết chết một học viên nội viện, ngươi. Diệp Huyên ngắt lời nguyên sư, ông nói ta giết người, vậy ông có chứng cứ không? Nguyên sư nhẹ giọng nói, ta không có chứng cứ, nhưng Diệp Huyên, tất cả mọi người đều hiểu, ngươi có giết hay không, trong lòng ngươi tự hiểu. Diệp Huyên nói, ta không có giết hắn. Nhìn thấy đại trưởng lão thật sự soát người, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lẽo, nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại. Một lát sau, đại trưởng lão nhíu mày, vì ông ta quét khắp cả người Diệp Huyên cũng không phát hiện ra thứ gì. Sau một hồi im lặng, đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ? Diệp Huyên hơi ngây người, sau đó hỏi, nhiệm vụ gì? Đại trưởng lão đáp, đến Nhai Sơn một chuyến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.